rể quý trời cho. chương 696, đấu với công tôn thắng. Công tôn thắng nhìn chằm chằm lâm thanh diện mấy giây, vẻ mặt kinh ngạc cũng từ từ khôi phục lại, rồi biến thành chế diễu. Thật ra lúc nãy trong đầu tôi đã nghĩ tới mấy người, nhưng chỉ có mình anh là chưa từng nghĩ đến, không ngờ mạng anh lại lớn đến thế, rơi từ vách núi cao như đó cũng không chết. Công tôn thắng cười nói, có lẽ là do ông trời vẫn chưa muốn tôi chết, dù gì tôi cũng chưa diệt sạch nhà công tôn mấy người, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Lâm Thanh Diện nói, công tôn thắng bĩu môi nói, thật ra anh có thể đại nạn không chết, thì nên quý trọng tính mạng của bản thân, sống những ngày tháng vui vẻ ung dung tự tại ở Mỹ, chỉ cần tôi không biết chuyện anh vẫn còn sống, thì anh có thể sống cả đời vô tư, nhưng anh lại chọn cách ngu xuẩn nhất. Audio điện tử võ tấn bền Anh cảm thấy giờ anh đứng cùng với tôi trên một võ đài, thì anh có thể sống tiếp được à? Có lẽ câu nói này của anh cũng có thể nói ngược lại. Lâm Thanh Diện nói, công tôn thắng cười ha hả sao thế, chẳng lẽ anh cho rằng anh có cơ hội giết chết tôi trên võ đài à? Không phải là có cơ hội, mà là chắc chắn, trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra nụ cười xấu xa. Anh cho rằng giờ anh đã có thực lực nội kinh, thì có thể đánh bại được tôi ư. Lâm Thanh Diện, tôi nói cho anh biết, cao thủ nội kinh cũng có nhiều loại, hơn nữa thầy tôi là tông sư, anh cảm thấy với trình độ hiện tại của anh thì có thể đánh thắng tôi sao? Công Tôn thắng chất vấn. Anh cứ thử rồi biết, Lâm Thanh Diện nói. Công Tôn thắng hừ lạnh, cũng không tiếp tục nói nhảm với Lâm Thanh Diện nữa, mà mở miệng nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho anh hiểu rõ, trước mặt tôi, anh mãi mãi chỉ là một con kiến. Nói xong, khí thế trên người anh ta nhất thời bùng nổ, không hề cho Lâm Thanh Diện thời gian để phản ứng lại đã lao tới trước mặt anh, rồi đấm thẳng vào mặt anh. Lâm Thanh Diện nhanh chóng phản ứng lại, sau khi né cú đấm này của công tôn thắng, thì đánh một trưởng vào ngực anh ta. Hai người dây dưa với nhau hơn 10 chiêu, tốc độ cực kỳ nhanh, làm những người đứng dưới võ đài đều liên tục kinh ngạc thốt lên. Lần trước ở đảo Ánh Trăng, lúc công tôn thắng ra tay, không hề dùng hết sức lực của mình, mà khống chế sức lực để ngang bằng với Lâm Thanh Diện, làm Lâm Thanh Diện lầm tưởng rằng mình có thể đánh thắng lần này lâm thanh diện cũng dùng cách thức giống hệt công tôn thắng khống chế thực lực của mình ở trình độ nội kinh tiểu thành định chơi đùa với anh ta một lát trước rồi mới lấy mạng anh ta sau khi công tôn thắng giao đấu nhiều chiêu với lâm thanh diện thì bắt đầu nhíu chặt mày anh vốn cho rằng anh ta chỉ mới tiến vào nội kinh nên háo hức chạy tới đây tìm anh để báo thù nhưng không ngờ thằng nhãi này lại bộc phát ra thực lực nội kinh tiểu thành điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh dưới võ đài Cao Tiến nhìn hai cao thủ nội kình tiểu thành đang giao chiến trên võ đài, với vẻ mặt đầy kinh ngạc, tầm mắt ông tập trung lên người Lâm Thanh Diện, khó có thể rời đi được. Thằng, thằng nhóc này cũng nội kình tiểu thành, chuyện này sao có thể? Tại sao bên mình không hề có ghi chép gì về một cao thủ nội kình tiểu thành? Chẳng lẽ thằng nhóc này đạt được thực lực như vậy trong khoảng thời gian rất ngắn, nên bên mình chưa kịp ghi chép lại tài liệu về cậu ta? Cao Tiến vốn khẳng định rằng Lâm Thanh Diện chỉ là người mới tiến vào nội kinh, nếu cứ khiêu khích công tôn thắng như thế, thì chắc chắn cuối cùng sẽ bị đánh một trận như tử. Nhưng ông không ngờ, trong phố người hát ở Mỹ, lại xuất hiện ba thiên tài đạt được nội kình tiểu thành khi mới hơi 20 tuổi. Nghĩ tới thái độ Lâm Thanh Diện đã đối với mình tối qua, trong lòng cao tiến bỗng tỉnh ngộ, thảo nào thằng nhóc này lại xem thường mình, hóa ra là vì cậu ta có thực lực này. Nghĩ tới việc mình đến 40 tuổi mới đạt được thực lực nội kinh tiểu thành, trong lòng cao tiến bỗng thấy đố kỵ chẳng lẽ giờ thiên tài dễ kiếm đến thế ư? Đội trưởng tùy ý phân cho mình một nhiệm vụ, thế mà mình lại đụng phải một thiên tài yêu nghiệt thế này. Hừ, mình không thể quá tự ti được, cho dù thằng nhóc này là thiên tài, thì cũng chỉ là thực lực nội kinh tiểu thành, mình cũng đâu thua kém cậu ta bao nhiêu, nhưng hôm qua thái độ cậu ta đối với mình thật sự rất tệ, nếu tính theo tuổi tác thì thằng nhóc này cũng không nên làm thế. Trên võ đài, Lâm Thanh Diện và Công Tôn Thắng cùng tung ra một nắm đấm, sức mạnh nội kình khổng lồ làm người khác lùi về sau mấy bước công tôn thắng nhìn chằm chằm lâm thanh diện rồi lạnh lùng nói thảo nào anh dám nói khoác không biết ngượng trước mặt tôi hóa ra là đạt được thực lực nội kình tiểu thành không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như thế mà anh có thể đạt tới thực lực này tiềm lực trong người anh còn lớn hơn tôi nghĩ nữa lâm thanh diện cười nói nếu đã như vậy không bằng anh cứ dứt khoát nhận thua đi để tôi giết anh như vậy chẳng phải đỡ tốn nhiều thời gian à công tôn thắng hừ lạnh rồi nói, anh đừng đứng đây tự cao tự đại, anh tưởng anh đạt tới trình độ nội kinh tiểu thành, thì có thể giết tôi à? Thật ngây thơ. Nói xong, khí thế trên người công tôn thắng bỗng tăng vọt, chỉ trong trước mắt, anh ta đã mạnh hơn gấp đôi so với lúc trước. Lâm Thanh Diện hít mắt lại, không ngờ công tôn thắng vẫn che giấu khi đứng trước mặt mình, thế mà thực lực của tên này đã đạt tới trình độ nội kinh đại thành rồi. Công tôn thắng hử lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, rồi nói anh có thể đạt tới nội kình tiểu thành khi mới hơn 20 tuổi, đã là thiên tài ngàn năm có một rồi, nhưng có lẽ anh không thể ngờ rằng tôi có thể đạt tới thực lực nội kình đại thành trong độ tuổi này đúng không? Thầy tôi chính là Tông Sư, trên đời này có bao nhiêu người có thể trở thành học trò của Tông Sư? Mặc dù bây giờ tôi chỉ mới bước vào trình độ nội kinh đại thành, nhưng một nội kinh tiểu thành như anh sao không thể so bì được. Lâm Thanh Diện, cả đời này anh không có cơ hội để báo thù đâu, hôm nay tôi nhất định phải khiến anh chết tại đây thế à lâm thanh diện hỏi ngược lại chẳng lẽ anh vẫn còn vấn đề gì muốn hỏi à công tôn thắng mỉm cười lại lao về phía lâm thanh diện lần nữa tốc độ của anh ta còn nhanh hơn lúc nãy gấp đôi chỉ để lại tàn ảnh ở phía sau anh ta vung nắm đấm về phía ngực lâm thanh diện định dùng một chiêu để đánh anh trọng thương nhưng lúc nắm đấm của anh ta sắp đánh lên người lâm thanh diện thì anh bỗng di chuyển Tốc độ cũng không chậm hơn Công Tôn Thắng. Anh vươn tay ngăn cản nắm đấm của Công Tôn Thắng, rồi nhấc một chân lên, anh ta thấy thế thì sắc mặt nhất thời thay đổi, nhanh chóng lùi về sau, nếu lúc nãy Lâm Thanh diện đá lên người Công Tôn Thắng, chỉ sợ sau này anh ta sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Sau khi đứng vững, Công Tôn Thắng nhìn Lâm Thanh diện với vẻ mặt hơi khó tin, rồi hỏi, chuyện này sao có thể? Tại sao tốc độ và sức mạnh lúc nãy của anh lại đạt tới trình độ mạnh mẽ như thế? Anh chỉ là một nội kình tiểu thành, đáng lý không nên có sức mạnh như thế mới đúng. Lâm Thanh Diện hơi mỉa mai nói, sao thế, chẳng lẽ anh tưởng chỉ có mình anh mới có thể đạt tới thực lực nội kình Đại Thành trong độ tuổi này thôi ư? chương 697, Hai Nội Kình Đại Thành Chuyện này không thể nào, công tôn thắng nghe được lời của Lâm Thanh Diện, anh ta thét lớn lên, khó tin nhìn một người mà anh ta vẫn luôn xem là run dế trước mặt này. Chỉ nửa năm trước thằng nhãi này hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào trong tay anh ta. Anh ta tùy tiện có thể bóp chết Lâm Thanh Diện bất cứ lúc nào, hơn nữa lẽ ra tên nhãi này đã chết từ lâu rồi mới đúng. Nhưng mà bây giờ tên nhãi này không chỉ còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt anh ta, mà còn có được trình độ nội kinh. Mà chuyện khiến anh ta không thể tưởng tượng nổi chính là tên nhãi này lại có được thực lực nội kinh đại thành. Bắt đầu từ 5 năm trước anh ta đã theo lôi uyên hành tu luyện, Lôi Uyên Hành cũng nói anh ta là thiên tài hiếm có trên đời, hơn nữa anh ta vỏn vẹn chỉ dùng thời gian một năm mà đã đạt được nội kinh tiểu thành. Theo tình huống bình thường, muốn đạt được nội kinh lớn từ tiểu thành lên đại thành bắt buộc phải hội đủ hai điều kiện, một là tài năng của bản thân phải xuất sắc, người bình thường đạt đến ngưỡng nội kinh, chỉ cần chăm chỉ và dành đủ thời gian tu luyện thì sẽ luôn có cơ hội đạt được nội kinh tiểu thành. Mà giữa nội kinh tiểu thành và đại thành dường như cách nhau một trời một vực, không phải chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân là có thể đạt được. Vì vậy, những người có thể đạt được nội kinh đại thành đều là những thiên tài được tuyển chọn từ hàng triệu người, cho dù là như vậy cũng có người phải mất hàng chục năm mới đạt được từ nội kinh tiểu thành lên nội kinh đại thành. Công tôn thắng mất vỏn vẹn 4 năm để đạt được từ nội kinh tiểu thành lên nội kinh đại thành. Cho dù là lôi uyên hành cũng nói trên đời này không có mấy người có thể sánh ngang với anh ta. Cho nên trong lòng công tôn thắng vẫn khá kiêu ngạo. Trong mắt anh ta, trên thế giới này, người có thể sánh vai với anh ta cũng chỉ có bọn thiên tài yêu nghiệt của gia tộc cổ võ kia mà thôi. Nhưng mà bây giờ Lâm Thanh Diện trở về từ cõi chết đang đứng trước mặt anh ta, không chỉ sống sót từ dưới vách núi cao vạn trượng, mà anh chỉ dùng thời gian nửa năm để lĩnh ngộ được nội kình, hơn nữa còn đạt tới trình độ như anh ta. Công tôn thắng đã không tìm được từ nào để miêu tả tài năng như thế thậm chí e rằng ngay cả sư phụ của anh ta cũng chưa chắc đã nhìn thấy một thiên tài đạt được nội kình đại thành chỉ trong vòng hơn nửa năm như thế điều này khiến công tôn thắng không chỉ sợ hãi mà còn sinh ra sự ghen tị sâu sắc giờ phút này anh ta không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa trong mắt phăn lên tiêm máu vẻ mặt hơi dữ tợn lúc trước ở đảo mặt trăng tao nên cắt cổ mày luôn mới phải lúc đó trong mắt tao mày chẳng khác gì một con kiến công tôn thắng cắn răng nói lâm thanh diện cười nói bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì tao sẽ không giống mày hôm nay tao sẽ nhìn mày tắt thở hoàn toàn rồi mới rời đi công tôn thắng khịt mũi nói ai thua ai thắng còn chưa biết đâu cho dù mày có thực lực nội kinh đại thành cũng chưa chắc đã thắng được tao lâm thanh diện hít mắt lại không nói thêm gì bay thẳng đến chỗ công tôn thắng bắt đầu chiến đấu công tôn thắng và lâm thanh diện quả thật đều ở trình độ nội kinh đại thành nhưng mà công tôn thắng không hề biết sau khi lâm thanh diện đến đỉnh ngoại kinh mới bắt đầu tu luyện nội kinh bởi vì có ngoại kinh đỉnh hỗ trợ cho nên thực lực của anh mạnh hơn rất nhiều so với những cao thủ cung cấp cuộc đối đầu giữa những cao thủ về nội kinh một lần nữa khiến khán giả bùng nổ mặc dù khán giả đều không hiểu sao ánh sáng của hai người lại tăng vọt như vậy nhưng chỉ cần xem biểu diễn đặc sắc bọn họ đã cảm thấy hài lòng rồi chất lượng của võ đài này khá tốt nhưng sức mạnh của nội kinh thì không thể tưởng tượng nổi khi trận chiến giữa hai người diễn ra, võ đài đã xuất hiện những vết nứt, sau trận chiến, có lẽ võ đài này sẽ bị phá bỏ rồi. Lúc này Cao Tiến đã hơi cứng ngắc, anh ta đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hai mắt nhìn chằm chằm hai người trên võ đài, hình ảnh này tạo thành một sự tương phản rõ rệt với đám đông đang cổ vũ cuồng nhiệt xung quanh. Hai, hai nội kinh đại thành, mình, mình đang nằm mơ sao. Vốn dĩ lúc Lâm Thanh Diện biểu hiện ra nội kinh tiểu thành, Cao Tiến đã rất ngạc nhiên, cũng tự an ủi mình tốt xấu gì mình cũng là nội kinh tiểu thành thằng nhãi này cũng chỉ có thiên phú tốt hơn mình nhiều mà thôi nhưng mà ngay sau đó công tôn thắng bùng nổ khí thế nội kinh đại thành khiến cao tiên hơi sững sờ theo thông tin mà đội chấp pháp của bọn họ của nhận được thì thực lực của công tôn thắng chắc hẳn chỉ ở trong phạm vi tiểu thành hơn nữa không có ai nghĩ rằng công tôn thắng có thể đạt đến nội kinh đại thành trong thời gian ngắn như vậy suy cho cùng thì đây cũng là lẽ thường sau khi đi về phải báo cáo chuyện này với đội trưởng trước sự xuất hiện của một vị nội kinh đại thành mới có lẽ sẽ là tin tức lớn nhất ở khu phố người hát nước M. Từ góc độ này mà nói, tên nhóc tự cao tự đại kia thật sự sẽ thê thảm rồi đây. Đây là ý nghĩ trước đó của Cao Tiến. Ngay khi anh ta vừa nghĩ như vậy thì Lâm Thanh Diện cũng bộc phát ra thực lực của cao thủ nội kinh đại thành, khiến cho anh ta nhìn Cao Tiến đến sướng sờ. Chỉ trong một ngày mà khu phố người hát của ở nước M lại xuất hiện hai cao thủ nội kinh đại thành, hơn nữa còn là những chàng trai mới 20 mươi mấy tuổi. Nếu truyền tin này về cho đội chấp pháp biết thì chắc chắn cả đội chấp pháp sẽ bùng nổ. Dù sao bên trong tiểu đội chấp pháp của cả nước M, tổng cộng mới chỉ có hai cao thủ nội kinh đại thành bây giờ nơi này đột nhiên xuất hiện thêm hai cao thủ nội kinh đại thành Với thực lực của đội bọn họ, không có cách nào cùng lúc đối phó với hai cao thủ nội kinh đại thanh. Chẳng trách tên nhóc kia lại xem thường mình như vậy, thì ra thực lực của cậu ta đã đạt đến nội kinh đại thành rồi. Vậy mà mình còn muốn ra lệnh cho một cao thủ nội kình đại thành như vậy. Tối qua trong ngõ nhỏ, cậu ta không giết mình luôn, đã là chuyện may rồi. Cao Tiến tự lẩm bẩm, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nội kình đại thành, đây không phải là tồn tại ít như lá mùa thu sao? Tại sao đột nhiên lại nhảy vọt ra hai người, đã vậy còn để cho mình gặp phải nữa chứ? Nếu biết như vậy lúc đầu mình cũng sẽ không đồng ý với đội trưởng đến đây quan sát tình hình đâu. Cao Tiến tự lẩm bẩm anh ta vốn có ý muốn chuồn đi nhưng vì trách nhiệm của bản thân anh ta nhất định phải ở lại nơi này xem tiếp lỡ như hai cao thủ nội kình đại thành tác động đến nhiệt độ bình thường dưới võ đài thì anh ta phải lập tức đứng ra ngăn chặn đương nhiên nếu bây giờ xảy ra chuyện này anh ta phải là người đầu tiên liên hệ với đội trưởng của bọn họ anh ta đúng là không cho rằng bản thân mình có thể ngăn cản được hai vị cao thủ nội kình đại thành kia trên võ đài sức mạnh bùng nổ của lâm thanh diện và công tôn thắng đã phá hủy cả võ đài lúc này công tôn thắng đã toát mồ hôi hột sau một hồi chiến đấu với lâm thanh diện anh ta cảm thấy bản thân bắt đầu hơi đuối sức lâm thanh diện lại hóa giải một chiêu công tôn thắng không đánh lại lâm thanh diện bị anh đánh một trưởng lên ngực phun máu lúc này khí thế của công tôn thắng đột nhiên tụt xuống một đoạn dài vẻ mặt anh ta khó hiểu nhìn chằm chằm lâm thanh diện hỏi tại sao thực lực của mày lại mạnh như vậy tao cũng là nội kình đại thành tại sao sức mạnh lại kém mày nhiều như vậy Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, nếu tao nói là thiên phú mày có tin không? chương 698, cái chết của công tôn thắng. Công tôn thắng hít mắt nhìn chầm chầm Lâm Thanh Diện, một trường vừa nãy của Lâm Thanh Diện khiến anh ta bị thương không nhẹ, nếu chiến đấu tiếp anh ta sẽ thua thảm. Lúc này trong lòng anh ta đã có ý nghĩ muốn lùi bước. Anh ta vốn cho rằng hôm nay tới đây chỉ là tiện tay giải quyết một phiền phức nhỏ nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này. Lâm Thanh Diện, đừng tưởng rằng bây giờ thực lực của mày hơn tao một bậc thì có thể dương dương tự đắc. Sư phụ của tao là tông sư, bên dưới tông sư đều là run dế. Nếu sư phụ tao mà đến, chỉ một cái tát của ông ấy thôi cũng có thể tát ngươi chết tươi. Công tôn thắng đã hạ quyết tâm, sau ngày liền mời sư phụ xuống núi, tài năng của Lâm Thanh Diện thật sự quá kinh khủng rồi. Nếu để cho anh ta mặc sức trưởng thành thì sau này anh ta có thể đạt đến cấp cảnh giới tông sư, cho nên anh ta bắt buộc phải diệt tận gốc lâm thanh diện này mới được. Lâm Thanh Diện bật cười, nhận ra được ý muốn rút lui trong ánh mắt của công tôn thắng, liền mở miệng nói, chẳng phải trước đó tao đã nói sẽ không để cho mày sống sót ra khỏi võ đài này rồi sao? Bây giờ sư phụ của mày ở nước ngoài xa xôi, chắc hẳn sẽ không lo cho mày được nhỉ? Công tôn thắng nghe được lời của Lâm Thanh Diện, con người chuyển động, sau đó xoay người hoàn toàn không do dự sông xuống võ đài. Vào giây phút này trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến một việc là làm thế nào để cứu được mạng sống của mình. Lâm Dường hừ lạnh, bước chân ra ngoài, duỗi thẳng tay nắm vai Công Tôn Thắng dùng sức lôi ngược anh ta trở lại võ đài. Công Tôn Thắng cố gắng hết sức chống cự, anh ta tung ra một vài chiêu sát thủ đánh lên người Lâm Thanh Diện. Nhưng bởi vì anh ta đã bị thương cho nên lúc này uy lực của mấy chiêu sát thủ này đã bị giảm đi rất nhiều. Lâm Thanh Diện bắt được tay của anh ta, lạnh lùng nói, đừng chống cự vô ích, hôm nay tao sẽ không để cho mày sống sót rời khỏi nơi này đâu. Mày ít mơ mộng đi, chỉ dựa vào mày mà muốn giữ tao lại sao? Còn kém lắm, Công Tôn Thắng nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Thanh Diện cúi đầu liếc nhìn Công Tôn Thắng, sau đó nhanh chân đá lên đùi của anh ta. Nội kình của Lâm Thanh Diện vô cùng có lực xuyên thấu, cho dù Công Tôn Thắng có dùng nội kình bảo vệ cơ thể thì cũng không có cách nào chống đỡ được công kích của Lâm Thanh Diện. Trên đùi anh phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếp theo cả người Công Tôn Thắng mềm nhũn, sau đó liền nửa quỳ trên sàn võ đài lâm thanh diện tao ép ca tổ tiên nhà mày công tôn thắng nghiến răng hét lên với lâm thanh diện lâm thanh diện thờ ơ nói nếu muốn tính sổ tổ tiên của tao cũng là tổ tiền của mày mày nói lời này không sợ bị xét đánh sao tao nói cho mày biết sư phụ lôi uyên hành của tao chính là tông sư tung hoành thiên hạ nếu hôm nay mày thật sự ra tay với tao chắc chắn ông ấy sẽ báo thù cho tao đến lúc đó không chỉ là mày mà tất cả những người có liên quan với mày đều sẽ gặp xui xẻo Công Tôn Thắng biết mình không còn hy vọng thoát thân, nên uy hiếp thẳng Lâm Thanh Diện. Mày cho rằng nếu tao đã xuất hiện ở đây thì sẽ không nghĩ đến chuyện này sao? Cho dù tông sư có mạnh hơn nữa cũng không thể dập tắt được lửa hận trong lòng tao. Tất cả mọi người của nhà họ Công Tôn mày đều sẽ đi chôn cùng với ông nội của tao. Phần mày, sau khi chết đi, sư phụ mày có trả thù cho mày không? Đây không phải là chuyện mày nên bận tâm. Sau khi nói xong, Lâm Thanh Diện lại nắm lấy cánh tay của Công Tôn Thắng dùng sức bẻ gãy cánh tay kia của anh ta. Công tôn thắng chịu đựng cơn đau dữ dội, dùng cánh tay còn lại đánh Lâm Thanh Diện, cố gắng chống chọi trong tuyệt vọng. Lâm Thanh Diện giơ tay đỡ đòn, sau đó nắm lấy cổ công tôn thắng nói, Lâm Thanh Diện tao đến nước em mờ là để trả thù và giết mày. Đối với tao mà nói nhà họ công tôn chỉ là một con run dế. Tất cả mọi người của nhà họ công tôn đều phải trả giá cho sai lầm mà họ đã gây ra năm đó. Trong mắt Công Tôn Thắng ngập tràn nỗi sợ hãi, lúc này anh ta đã đoán trước được nguy cơ tử vong, nên theo bản năng bắt đầu tìm kiếm cơ hội sống sót. Chỉ có Điều Lâm Thanh Diện sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa, để tránh những tình huống bất ngờ xảy ra, anh đã hành động dứt khoát, bỗng nhiên dùng sức bẻ cổ Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng trợn tròn hai mắt dường như muốn nói gì đó với Lâm Thanh Diện nhưng anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa đôi mắt hẳn tia máu của anh ta đã sớm mất đi vẻ ánh sáng cơ thể cũng không còn sức lực sụi lơ trượt xuống sàn tất cả mọi người ngồi bên dưới võ đài đều yên tĩnh lại khi nhìn thấy cảnh tượng này lúc này đây sự kinh ngạc trong lòng bọn họ đã không thể nào diễn tả được bằng tiếng la hét nữa rồi mọi người đều ngưỡng mộ nhìn lâm thanh diện như đang sùng bái một vị thần lâm thanh diện cứ túng công tôn thắng dơ cao lên như vậy cho đến khi cả người công tôn thắng hoàn toàn lạnh ngắt lúc này anh mới vứt công tôn thắng lên võ đài như vứt rác. Tất cả mọi người dưới võ đài cũng nín thở theo dõi Lâm Thanh Diện mãi cho đến khi anh vứt công tôn thắng đi thì bọn họ mới phát ra tiếng động. Tiếng la hét sồn dập bao trùm toàn bộ võ đài bắc sinh ngầm, mọi người dường như phát điên, không ngừng kêu lên hai từ tử thần, này. Cao Tiến khó tin nhìn công tôn thắng nằm trên võ đài, hồi lâu mới thốt lên được một câu, chết. Chết rồi chuyện xảy ra đêm nay đã khiến đầu óc cao tiến sắp nổ tung. Đầu tiên là Lâm Thanh Diện thể hiện ra thực lực nội kinh tiểu thành, rồi đến công tôn thắng phô diễn thực lực của nội kinh đại thành. Rồi sau đó Lâm Thanh Diện cũng theo sát trở thành cao thủ nội kinh đại thành. Bây giờ hai cao thủ nội kinh đại thành này lại có một người chết trên võ đài rồi. Cao Tiến đã không biết làm thế nào để diễn tả được tâm trạng của mình vào lúc này nữa rồi lúc này ánh mắt của anh ta nhìn về phía Lâm Thanh Diện đã không còn bất kỳ ngạo mạn nào nữa có chăng chỉ là sự kính nể. Xem ra hôm nay trở về mình phải bảo đội trưởng mở cuộc họp gấp mới được. Chuyện xảy ra tối nay sợ là có thể ghi vào sử sách của đội chấp pháp rồi. Cao Tiến tự lầm bẩm Dưới võ đài, người đi theo công tôn thắng nhìn thấy anh ta đã thật sự chết trên trong tay Lâm Thanh Diện thì sắc mặt cũng lộ ra vẻ khủng hoảng. Anh ta nuốt khan nước bọt, sau đó vội vã xoay người chạy như bay ra ngoài. Lâm Thanh Diện nhìn chầm chầm thi thể công tôn thắng trên võ đài hồi lâu, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm cuối cùng cũng giải quyết được rắc rối lớn rồi. Mặc dù vậy anh cũng không cảm thấy áp lực của mình đã trở nên nhẹ nhàng hơn, suy cho cùng giết chết công tôn thắng đồng nghĩa với việc sau này anh sẽ phải đối mặt với tông sư. Lâm Thanh Diện cũng không ở lại lâu anh nhảy từ võ đài xuống sau đó đi ra ngoài. Cao Tiến thấy thế cũng đi theo anh ta muốn hỏi Lâm Thanh Diện làm cách nào có thể đạt được nội kinh đại thành khi còn trẻ như vậy, nhân tiện cũng muốn xin lỗi vì thái độ tối qua của anh ta đối với Lâm Thanh Diện. Nhà họ Công Tôn Công Tôn Phục đang làm lễ cúng trong từ đường của nhà họ Công Tôn. Ông ta thắp mấy nén hương trước linh đường, sau đó nói, chư vị liệt tổ liệt tông, nhà họ Công Tôn ta xuất hiện được một nhân tài ngút trời như Công Tôn Thắng, có nó dẫn dắt nhà họ Công Tôn ta, chắc chắn gia tộc của chúng ta sẽ ghi danh sử xanh ông ta vừa dứt lời, một người từ bên ngoài lảo đảo vọt vào, sau đó ngã thẳng xuống đất. công tôn thắng thấy vậy, liền cao mày, vừa định nổi giận thì nghe thấy người kia hô lên: "ông cụ ơi, không may rồi, cậu chủ, cậu chủ bị người ta đánh chết rồi." cái gì? cơ thể công tôn phục run lên, vội vàng nắm chặt cổ áo người kia, hỏi ngược lại: "hôm nay cậu, cậu chủ đi đến võ đài bắc sinh ngầm, đụng phải tên nhãi nhà họ lâm kia, hai người giao đấu trên võ đài." cậu chủ không phải là đối thủ của tên kia, nên bị, bị anh ta bóp cổ chết rồi. Người kia lắp bắp giải thích. Đúng lúc này ba nén hương mà công tôn phục cắm trước linh đường bị một cơn gió thổi qua, tất cả đều rơi xuống đất. chương 699, nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Trong căn phòng nào đó trong khu phố người hát, bảy người đàn ông tóc đen da vàng đang ngồi tụm lại với nhau. Khí thế trên người của những người này không giống nhau, vóc người cũng khác nhau. Nếu là người trong nghề vừa nhìn đã phát hiện bảy người này đều là cao thủ thực sự. Trên người bọn họ tản mát ra khí thế, đủ để dọa sợ một người bình thường. Chỉ là vào lúc này, một trong số bảy người này có một người dáng vẻ lo lắng, sắc mặt hơi nghiêm nghị, dường như vừa trải qua chuyện gì rất khó tin. Người này chính là cao tiến mà tất cả những người có mặt ở đây chính là tất cả nhân viên của đội chấp pháp. Trong bảy người này, có hai vị cao thủ có nội kình đại thành năm vị là cao thủ thực lực tiểu thành, tuyệt đối được xem là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Cao Tiến, cậu có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm gọi chúng tôi ra đây. Chỉ một khu phố người hát bé như lỗ mũi này còn có thể xảy ra chuyện gì khiến tất cả chúng ta cùng xuất hiện một lúc sau. Một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ lười biếng nói. Người đàn ông này là một cao thủ nội kinh đại thành khác bên cạnh đội trưởng của đội thi hành án, tên là Trương Sách bởi vì thường xuyên thiếu ngủ cho nên thoạt nhìn anh ta lúc nào cũng mơ mơ màng màng cao tiến sực tỉnh vẻ mặt nghiêm nghị vừa nãy anh ta còn đang suy nghĩ chuyện xảy ra lúc đó sau khi anh ta và lâm thanh diện cùng xuất hiện ở võ đài quyền anh ngầm làm người thi hành án cao tiến vẫn rất có trách nhiệm mà nhắc nhở lâm thanh diện thực lực của anh mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không được làm sằng làm bậy nếu không sẽ bị đội thi hành án nhắm vào nhưng không ngờ lâm thanh diện lại trả lời anh ta rằng trừ đối phó với nhà họ công tôn ra anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì vượt phép khác điều này khiến anh ta lo lắng một hồi dù sao cả nhà họ công tôn trừ ra một nỗi sợ nội kình công tôn thắng ra những người còn lại đều là những kẻ bình thường nếu lâm thanh diện ra tay với bọn họ là vi phạm quy tắc khi anh ta nói chuyện này với lâm thanh diện lâm thanh diện chỉ cười trừ rồi bỏ đi điều này khiến anh ta lo lắng Lâm Thanh Diện sẽ ra tay với người nhà họ công tôn. Cao Tiến, đừng vòng vo nữa, cậu nói xem rốt của cậu đã gặp phải chuyện gì rồi. Đội trưởng Bành Vân mở miệng nói, vóc người cao gần 2 mét của anh ta khiến anh ta thoạt nhìn giống như một người khổng lồ nhỏ. Cao Tiến hít sâu một hơi, liếc nhìn mọi người rồi nói, nếu tôi nói, ở khu phố người hát có hai cao thủ nội kình thì các người nghĩ sao? Chỉ là hai cao thủ nội kình mà thôi chuyện này không phải rất bình thường sao? Trương sách mở miệng, mấy người còn lại cũng đều gật đầu theo. Nếu thực lực của hai vị cao thủ này đều đạt tới mức nội kình đại thành thì sao? Cao Tiến lại nói tiếp. Lúc này cả căn phòng đều yên tĩnh lại, còn trương sách người vốn dĩ xem nhẹ chuyện này cũng trở nên nghiêm túc. Lời ngươi nói là thật, Bành Vân nhìn chằm chằm Cao Tiến. Hai cao thủ nội kình đại thành, quả thực rất đáng để bọn họ quan tâm. Cao Tiến gật đầu nói, chính xác trăm phần trăm, hơn nữa, hơn nữa hai cao thủ nội kình đại thành này đều chỉ hơn 20 tuổi. Lúc này tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đã không còn bình tĩnh được nữa. Trương sách đứng bật dậy ngạc nhiên hô lên, hai cao thủ nội kình đại thành hơn 20 tuổi. Cậu đang đùa phải không? Nếu có một người tôi còn có thể chấp nhận được, nhưng đồng thời xuất hiện hai người, bây giờ nội kình đại thành đều rẻ tiền đến vậy sao? Bành Vân cũng hơi hoảng sợ trước lời nói của Cao Tiến, Ngụy vàng hỏi, mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Cao Tiến kể lại rõ ràng chuyện mình đã quan sát Lâm Thanh Diệt hôm qua vừa gặp mặt anh hôm nay lại nhìn thấy anh chiến đấu với Công Tôn Thắng ở võ đài Bắc Sinh Ngầm. Sau khi nói xong, bảy người im lặng trong hai phút, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Đúng là không ngờ Công Tôn Thắng lại đạt được nội kình Đại Thành rồi. Quả nhiên không hổ thẹn là đệ tử của Tông sư mà. Trương Sách cảm thán nói. Vậy thì sao? không phải cũng bị tên lâm thanh diện kia giết chết hay sao lâm thanh diện này cũng quá mạnh ngay cả đệ tử của tông sư cũng dám giết cậu ta không sợ bị tông sư truy sát sao người đàn ông ngồi bên cạnh chương sách lên tiếng tôi tìm hiểu sơ qua thông tin cơ bản của lâm thanh diện được biết cậu ta là người của nhà họ lâm ở kinh đô nước hát nhà họ lâm và nhà họ công tôn hẳn là có ân oán không thể hòa giải nên lâm thanh diện mới đến đây để giết công tôn thắng hơn nữa cậu ta còn dự định ra tay đối với cả nhà họ công tôn. Cao Tiến nói, Bành Vân cao mày, một lúc sau mới hít sâu một hơi nói, tạm thời chúng ta hãy coi Lâm Thanh Diện này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ quan sát cậu ta. Một khi cậu ta có bất kỳ thay đổi nào, toàn đội sẽ ra tay. Mong rằng cậu ta có thể tuân thủ quy tắc giữa các cao thủ nội kình với nhau, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể ra tay với cậu ta. Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Nếu Lâm Thanh Diện thực sự bỏ qua các quy tắc và giết hại những người bình thường của nhà họ công tôn, thì liệu cậu ta có đủ tư cách bị nhốt trong nhà tù thứ năm không? Trương sách mở miệng hỏi một câu. Nghe được mấy chữ, nhà tù thứ năm, mấy người có mặt ở đó đều dùng mình. Ngày hôm sau, Tổng hội Liên minh nước Tê. Sau khi Lâm Thanh Diện rời giường, anh liền liền đi tới sân tập võ, đánh quyền với các đệ tử của Giang Trấn, để bản thân tỉnh táo lại sau khi giết chết công tôn thắng tảng đá trong lòng anh ta như được dỡ xuống cả người thoạt nhìn thoải mái không ít lúc này giang thu nguyệt bước tới chừng mắt nhìn lâm thanh diện một cái sau đó cũng luyện quyền thật ra ngày đó tôi không cố ý tôi thường đánh nhau với đàn ông cho nên không nghĩ tới vấn đề này vì thế thật sự xin lỗi lâm thanh diện nói ai quản anh có cố ý hay không dù sao anh cũng là một tên lưu manh giang thu nguyệt tức giận nói lâm thanh diện bất đắc dĩ nhún vai không dây đưa về vấn đề này nữa mở miệng nói cô có thể điều động lực lượng của quan lĩnh bên này triển khai thế tiến công đối với nhà họ công tôn giang thu nguyệt sững sờ nói bây giờ công tôn thắng mới là kẻ địch lớn nhất của anh anh gấp gấp ra tay với nhà họ công tôn để làm gì một khi làm như vậy sẽ khiến công tôn thắng đề phòng lâm thanh diện mỉm cười cô không cần lo lắng về vấn đề này công tôn thắng đã bị tôi giết chết rồi giang thu nguyệt cảm thấy bên tai ong ong hai mắt trợn lớn anh nói cái gì anh đã giết cháu trai công tôn thắng rồi giang thu nguyệt ngạc nhiên thốt lên lâm thanh diện nghiêm túc gật đầu với giang thu nguyệt chuyện này sao có thể có chuyện đó chuyện này xảy ra tối qua sao giang thu nguyệt mở miệng hỏi Ừm, tối qua công tôn thắng đi tới võ đài bắc sinh ngầm tôi đánh với anh ta một trận sau đó giết chết anh ta rồi giọng điệu của lâm thành diện rất bình thản như đang nói chuyện nhỏ nhặt thường ngày lúc này giang trấn cũng đi qua đây nhìn thấy lâm thanh diện và giang thu nguyệt đang nói chuyện liền cười nói hai người đang nói gì vậy thu nguyệt con sao vậy nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của con kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi giang thu nguyệt nuốt nước bọt quay đầu nhìn về giang trấn lẩm bẩm nói lâm thanh diện đã giết chết công tôn thắng rồi không phải chỉ giết chết công tôn thắng thôi sao con ngạc nhiên như thế con nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Lâm Thanh Diện đã giết chết Công Tôn Thắng rồi. Chương 700, anh còn muốn so với tôi sao? Trong phòng khách, Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đều nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Diện. Hai người đã giữ tư thế nhìn Lâm Thanh Diện như vậy cả buổi rồi. Lâm Thanh Diện, Công Tôn Thắng là đệ tử của tông sư Lôi Uyên Hành. Tôi nghe nói, Lôi Uyên Hành này là người bao che khuyết điểm. Cậu đã giết đệ tử của ông ta chắc chắn ông ta sẽ không tha cho cậu đâu một hồi lâu giang trấn mới lo lắng nói ra một câu lâm thanh diện vẻ mặt hờ hững nói tôi và nhà họ công tôn là kẻ thù sống mái mặc kệ hậu thuẫn của anh ta là ai tôi cũng đều giết hội trưởng giang đừng lo lắng quá bây giờ lôi uyên hành đang ở nước ngoài cho dù ông ta có nghe được tin chạy tới sợ là cũng là chuyện của nửa tháng sau rồi đến lúc đó tôi hẳn đã rời khỏi nơi này rồi cho nên các người không cần lo lắng sẽ bị liên lụy Tôi không phải lo lắng bị liên lụy mà là đau lòng cho một người tài như cậu. Nếu bị tông sư để ý, thực sự rất đáng tiếc. Độ tuổi của các cậu đã đạt được nội tình tiểu thành là đúng hiếm thấy." Giang Trấn mở miệng nói. Lâm Thanh Diện chỉ cười mà không nói, cũng không tiếp lời Giang Trấn. Lúc này một người chạy từ bên ngoài vào, sau khi liếc Lâm Thanh Diện đang ngồi trong phòng khách thì ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Anh ta đi tới trước mặt Giang Trấn, cúi đầu nói gì đó bên tai Giang Trấn lập tức hai mắt giang trấn trợn tròn tràn ngập nghi ngờ nhìn lâm thanh diện nhìn thấy phản ứng của giang trấn trong lòng giang thu nguyệt cũng tràn đầy nghi ngờ cô ta cho rằng lại xảy ra chuyện gì rồi nên vội vàng hỏi ba mình ba lại xảy ra chuyện gì sao sao ba nhìn lâm thanh diện bằng ánh mắt này giang trấn không nói gì chỉ là đứng dậy đi tới trước mặt lâm thanh diện rồi bất ngờ giơ tay đánh lâm thanh diện ba ba sao vậy giang thu nguyệt vừa thấy vậy thì kêu lên suýt nữa cô ta đã chạy tới chặn trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không ngờ Giang Trấn sẽ ra tay với anh ta. Anh ta lập tức giơ tay ra chặn lại một trưởng của Giang Trấn, nhưng cơ thể vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Không ngờ, không ngờ là thật, thực lực của cậu thật sự đã đạt tới nội kinh đại thành. Giang Trấn ngạc nhiên thốt lên. Vừa rồi chuyện người đó nói cho Giang Trấn chuyện đã xảy ra trên võ đài boxing ngầm. Bây giờ bọn họ đã xác định hai người chiến đấu tối qua là Lâm Thanh Diện và Công Tôn Thắng, thực lực của bọn họ đều đã đạt tới mức nội kinh đại thành. Giang Thu Nguyệt đã đi tới bên cạnh Giang Trấn, nghe xong lời nói của Giang Trấn, cô ta đột nhiên hít một hơi, sửng sốt hỏi cái gì? Anh ta, thực lực của anh ta đã đạt đến nội kinh đại thành thật sao? Đúng vậy, một trường vừa nãy của ba cho dù nội kình tiểu thành có thể tiếp chiêu được cũng tuyệt đối không thể ngồi ung dung trên ghế như vậy chỉ cần sức lực còn sót lại cũng có thể phá nát cái ghế nhưng bây giờ cái ghế vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nội kình đại thành mới có thể khiến cho lực lượng thừa này mất tác dụng. Giang Trấn híp mắt nói. Giang Thu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện, nhớ lại ngày đó cô nói Lâm Thanh Diện chỉ dùng thời gian một năm để trở thành cao thủ nội kình tiểu thành, Lâm Thanh Diện nói cô đã đoán sai, cô còn không tin. Lúc này cô ta mới hiểu được mình quả thực đã đoán sai, thứ mà Lâm Thanh Diện đạt được không phải là nội kình tiểu thành mà là nội kình đại thành. Người này rốt cuộc biến thái cỡ nào chứ? Lâm Thanh diện bị hai người dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, anh cảm thấy hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, thực lực của tôi đúng là nội kình đại thành, chỉ có điều chuyện này cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Không phải hội trưởng Giang cũng đã đạt đến trình độ này từ lâu rồi sao? Suýt chút nữa Giang Trấn đã phun máu ra ngoài, ông ta đúng là đã đạt đến thực lực nội kình đại thành nhưng lúc ông ta 40 tuổi ông ta mới đạt được hơn nữa còn phải mất gần 20 năm mới có thành tựu như vậy. Còn Lâm Thanh Diện mới bao nhiêu tuổi chứ? Trong này hoàn toàn không có gì để so sánh được. Lâm Thanh Diện nói như vậy quả thật khiến ông ta không biết vứt bộ mặt già của mình đi đâu. Trong lúc Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt bị tài năng và thực lực của Lâm Thanh Diện làm cho chấn động, thì bên ngoài truyền tới từng trận ẩm ý, tiếp đó một đám người bước vào phòng khách. Người cầm đầu nhóm người này chính là Liễu Nhất Phàm Liễu Hà Đông đi theo bên cạnh anh ta lại có vẻ hơi bất đắc dĩ. Giang Trấn nhìn bọn họ chầm chầm sau đó hỏi Liễu Hà Đông, đây là... Anh Giang, thực sự xin lỗi. Đứa con trai này của tôi kể từ khi thua Lâm Thanh Diện thì nó luôn cảm thấy không chịu nổi, cảm thấy ngày đó hôm đó là vì sơ sót cho nên mới thua. Tôi khuyên nó, nó cũng không nghe, nhất định phải tìm Lâm Thanh Diện đánh lại một lần nữa. Mà mấy đệ tử này của tôi cũng không tin nhất phàm thua, cho nên mới đến đây. Liễu Hà Đông giải thích. Lâm Thanh Diệt, đấu lại với tôi một trận nữa. Lần này tôi chắc chắn sẽ không thua anh đâu. Liễu Nhất Phàm khí thế hùng hổ nói. Không sai, sao sư huynh của chúng tôi có thể thua anh được chứ? Lần trước chẳng qua là sơ sót mà thôi. Sư huynh của chúng tôi là thiên tài vô song, chắc chắn sẽ không thua anh đâu. Hãy đấu lại một trận, để cho sư huynh chúng tôi chứng minh thực lực của mình đi những người đi theo liễu nhất phàm cũng hét vào mặt lâm thanh diện với vẻ mặt không mấy thuyết phục giang trấn nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt xấu hổ ông ta vừa biết được thực lực của lâm thanh diện đã đạt tới nội kinh đại thành ông ta thực sự không hiểu tại sao liễu nhất phàm lại không chịu bỏ qua nếu liễu nhất phàm thật sự muốn đánh với lâm thanh diện sợ là sau này anh ta sẽ hoàn toàn mất hết tự tin khụ khụ giang trấn khẽ ho khan một tiếng sau đó nói với liễu hà đông theo tôi thấy ông hãy mau dẫn bọn họ về đi. Đừng để Liễu Nhất Phàm gây thêm rắc rối nữa. Liễu Hà Đông còn chưa kịp trả lời thì Liễu Nhất Phàm đã mở miệng nói, bác à, ý bác là gì? Chẳng lẽ bác cũng cho rằng cháu không đánh lại anh ta sao? Liễu Nhất Phàm cháu là thiên tài trói lọi nhất nhiều năm qua của Tổng hội Liên minh nước hát chúng ta. Sao bác có thể nâng khí thế của người khác mà tiêu diệt uy phong của người mình chứ? Giang Trấn nghe những gì Liễu Nhất Phàm nói, ông ta càng thêm xấu hổ, nếu ông ta là Liễu Nhất Phàm, ông ta cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn. Liễu Nhất Phàm, anh hãy bỏ đi, anh không đánh lại Lâm Thanh Diện đâu, Giang Thu Nguyệt nói với Liễu Nhất Phàm. Liễu Nhất Phàm nghe được cô gái mình thích nói bản thân không đánh lại Lâm Thanh Diện, trong lòng càng muốn chứng tỏ bản thân, anh ta kiên quyết nói tôi sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân. Lâm Thanh Diện, nếu anh là đàn ông thì hãy đấu lại với tôi một trận nữa. Giang Trấn vẻ mặt bắt đắc dĩ. Vốn dĩ ông ta cho rằng chuyện Lâm Thanh Diện là cao thủ nội kình đại thành không nên để quá nhiều người biết, bây giờ Liễu Nhất Phàm lại như vậy, xem ra ông không nói không được rồi. Thế là ông liền nói ra những gì đã xảy ra trên võ đài boxing tối qua cho đám người Liễu Hà Đông nghe. Hơn nữa lúc nãy tôi đã xác minh thực lực của Lâm Thanh Diện rồi, quả thật thực lực của cậu ta đã đạt đến trình độ nội kình đại thành rồi. Giang Trấn lại nói bổ sung thêm một câu. Sau khi đám người Liễu Hà Đông, Liễu Nhất Phàm nghe xong, bọn họ đều có biểu hiện giống hệt Giang Thu Nguyệt. Liễu Nhất Phàm vốn dĩ còn tràn đầy tự tin, lúc này cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, trong nháy mắt anh ta đứng chôn chân tại chỗ như tượng đá. Anh ta chẳng qua chỉ mới bước vào ngưỡng cửa nội kinh mà thôi, so với nội kinh đại thành, anh ta chỉ là cặn bã. Lâm Thanh Diện cười mỉa mai nhìn Liễu Nhất Phàm, anh còn muốn so với tôi nữa không? Audio điện tử võ tấn bền chương 701, Vương Giã. Lúc cả đám người Liễu Nhất Phàm và Liễu Hà Đông rời khỏi, biểu cảm đều ngơ ngác, nhất là Liễu Nhất Phàm như là bị mất hồn, bước đi cũng trở nên máy móc. Thất bại lớn nhất trong cuộc đời của anh ta, ban đầu anh ta khí thế bừng bừng đi đến tìm Lâm Thanh Diện để quyết chiến, muốn thông qua trận chiến lần này để chứng minh thực lực của mình. Nhưng mà còn chưa bắt đầu đánh nhau thì anh ta đã biết được một tin tức giống như là thiên lôi, khiến cho ý chí đang dâng trào trong nháy mắt bị dập tắt, ngay cả một miếng cặn cũng không còn thừa. Nội kinh đại thành mà ba của anh ta đã cố gắng nhiều năm như vậy, cũng vừa mới chạm đến ngưỡng cửa này, mà một cậu trai trẻ cùng độ tuổi với anh ta vậy mà lại đạt đến cấp độ này dễ như trở bàn tay, cái này làm cho tài năng được xem như là niềm kiêu ngạo của anh ta trở nên không đáng để nhắc tới. Từ đây, Lâm Thanh Diện liền trở thành một ngọn núi lớn chắn ngang ở trong lòng của Liễu Nhất Phàm, cho dù anh ta có cố gắng như thế nào cũng không có cách nào với tới hai ngày sau đó, tin tức Lâm Thanh Diện đánh chết công tôn thắng đã lan truyền khắp phố người hát ở nước M, mà cái danh tử thần này cũng đã trở thành chủ đề mọi người nghị luận sôi nổi. Bởi vì hạn chế về mặt quy tắc, sau khi Lâm Thanh Diện giết chết công tôn thắng thì cũng không tiếp tục ra tay với người gia tộc công tôn nữa, mà là để cho Giang Thu Nguyệt vận dụng thực lực của quan lĩnh để bắt đầu cân bằng lại gia tộc công tôn. Mấy ngày nay, Lâm Thanh Diện luôn ở Tổng hội Liên minh nước hát đội trưởng tiểu đội chấp pháp sợ Lâm Thanh Diện làm ra chuyện gì khác thường, khoảng thời gian này cũng sẽ thường xuyên chạy qua Tổng hội Liên minh nước hát, Lâm Thanh Diện cũng đã phát hiện Bành Vân đang giám sát mình, nhưng mà cũng không có nói cái gì. Buổi chiều ngày hôm nọ, ở trong phòng khách, Lâm Thanh Diện và Giang Trấn đang uống trà với nhau. Cái gì chứ, cậu đã kết hôn rồi, hơn nữa con gái cũng đã có rồi hả? Giang Trấn bỏ ly trà ở trong tay của mình xuống, trên mặt tràn đầy vẻ không tin mà nhìn Lâm Thanh Diện, cứ giống như là Lâm Thanh Diện làm ra chuyện gì đó đại nghịch bất đạo. Đúng vậy đó, con gái của tôi vừa mới đầy tháng không bao lâu, chuyện này rất kỳ lạ hả? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Giang Trấn rồi hỏi một câu. Giang Trấn bất đắc dĩ thở dài, biểu cảm ở trên mặt giống như là bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp. Sao lại kết hôn rồi vậy chứ? Hơn nữa còn có con gái nữa, thật sự là đáng tiếc mà, đáng tiếc quá. Giang Trấn tự nhủ, Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Giang Trấn, lập tức có chút giở khóc giở cười, sao chuyện anh kết hôn và sinh con gái lại là một chuyện đáng tiếc được chứ? "Hội trưởng Giang, tôi có con gái rồi, đó là một chuyện nên vui mừng, tại sao lại phải đáng tiếc?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "Đối với cậu mà nói đương nhiên là một chuyện tốt rồi, nhưng mà đối với tôi mà nói chỉ còn lại đáng tiếc thôi. Tôi vốn định coi là có thể để cậu làm con rể hiền của nhà họ Giang chúng tôi, hiện tại cũng chỉ có thể mơ tưởng thôi." cậu ngay cả con gái cũng đã có rồi vậy thì con gái cưng của tôi một nửa điểm cơ hội cũng mất giang trấn bất đắc dĩ mở miệng nói lâm thanh diện nghe thấy lời nói của giang trấn muốn nói rồi lại thôi thật sự là không biết phải nói cái gì mới tốt lúc này giang thu nguyệt đang đi vào từ bên ngoài sau khi giang trấn nhìn thấy cô ta trực tiếp mở miệng nói con gái à con không có cơ hội rồi giang thu nguyệt sửng sờ mở miệng hỏi không có cơ hội gì vậy ba lâm thanh diện đã kết hôn rồi hơn nữa cũng đã có con gái một nửa cơ hội con cũng bị mất luôn rồi giang trấn nói chuyện không hề che đậy giang thu nguyệt đã hiểu ý của giang trấn trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp liền trở nên ửng đỏ lập tức trừng mắt liếc nhìn ông ta một cái nói ba ba đang nói tào lao cái gì vậy anh ta kết hôn sinh con có liên quan gì tới con chứ đương nhiên là có liên quan với con rồi chàng rể hiền như thế này con kêu ba đi đâu tìm đây hả đáng tiếc đã bị người ta đoạt mất rồi, ba cũng chỉ có thể ghen tị với người ta thôi. Giang Trấn nói. Giang Thu Nguyệt giận đến dậm chân, sau đó quay đầu lại lườm Lâm Thanh Diện một chút, ánh mắt lấp lẽ, nhìn thấy Lâm Thanh Diện cũng đang nhìn về phía mình, liền vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Cô ta cảm thấy giống như mình cứ tiếp tục đứng ở chỗ này, vậy thì mặt cô ta không biết phải để đâu nữa, cho nên liền quay người đi ra bên ngoài. Cái con nhóc này, bình thường thì tính cách không giống ai, thật ra thì da mặt cực kỳ mỏng giang trấn mở miệng nói lâm thanh diện xấu hổ cười cười nghĩ thầm có một người ba nhanh mồm nhanh miệng giống như ông da mặt không tệ thì cũng không được rồi rất nhanh giang thu nguyệt đi ra ngoài rồi lại quay trở về giang trấn còn muốn nói đùa hỏi giang thu nguyệt tại sao lại trở về đúng lúc này có một âm thanh bén nhọn của một người đàn ông vang lên thu nguyệt sao em thấy anh thì liền chạy mất vậy anh cũng đâu có ăn em đâu em dừng lại đi Lần này anh có mang theo sính lễ đến nè, lần này anh nhất định phải cưới được em vào tay, em đồng ý với anh đi. Sau khi Giang Trấn nghe thấy âm thanh này, nụ cười ở trên mặt đột nhiên biến mất không còn nhìn thấy nữa, trực tiếp đứng dậy từ trên ghế. Giang Thu Nguyệt sắc mặt âm trầm trốn ở sau lưng của Giang Trấn, còn lén lút lườm Lâm Thanh diện một chút. Lúc này có một bóng dáng nhanh chóng nhảy vào trong phòng khách, tốc độ của người đó cực kỳ nhanh, hơn nữa thân hình mạnh mẽ vừa nhìn liền biết không phải là một nhân vật đơn giản. Lâm Thanh Diện nhìn về phía người kia, phát hiện tuổi tác của người này hơn 30 tuổi, có một nhúm dâu dê, hai hốc mắt trúng sâu, trông có vẻ rất u ám. Vương giã, cậu lại đến đây làm cái gì nữa hả? Tôi không phải đã nói Tổng hội Liên minh nước hát không chào đón cậu rồi à? Giang Trấn sắc mặt khó coi nhìn về phía người kia rồi nói một câu. Vương giã cười hắc hắc nói, ba vợ à, lời nói này của ba vợ hình như là không đúng rồi đó, con rể của ba là con đến đây để cầu thân, ba nên hoang nghênh mới đúng chứ. Xính lễ con cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, ba mau gả thu nguyệt cho con đi. Cậu ít nói hưu nói vượn ở đây đi, ai là ba vợ của cậu hả, con gái của tôi sẽ không gả cho loại người giống như cậu đâu. Cậu cút nhanh lên đi, nếu không thì đừng có trách tôi không khách khí. Giang chấn hử lạnh một tiếng. Vương giã cũng không có ý rời đi, ngược lại là lại càng không cần mặt mũi thêm nữa, nói, ba vợ à, ra tay sẽ làm tổn thương hòa khí, ba cũng biết rồi đó, thực lực của hai chúng ta chênh lệch không nhiều, có đánh nhau cũng không thể phân ra được kết quả, hơn nữa tuổi tác của ba lại lớn hơn, con còn là con rể tương lai của ba, ba ra tay với con đây không phải là khi dễ người khác à. Cậu ít đánh rắm ở đây đi, con rể tương lai của tôi là ai cũng sẽ không phải là tên dê sồm như cậu. Sang chấn cả giận nói đừng có nói như vậy mà, con như thế nào chứ? Tốt xấu gì thì con cũng là cao thủ nội kình đại thành, ba có được một người con rể như thế này nên phải vui mừng mới đúng chứ? Không phải là con chỉ lớn hơn Thu Nguyệt có mười mấy tuổi thôi hả? Cái này cũng có thể nằm trong phạm vi tiếp nhận được mà, ba cũng đừng có phá hư nhân duyên tốt đẹp của con với Thu Nguyệt. Vương giã mặt dày mày dạng mà nói. Lâm Thanh Diện hơi híp mắt lại, không nghĩ đến người này lại là cao thủ nội kình đại thành, mới có hơn 30 tuổi mà đã đạt đến trình độ này, vương giã này quả thật là một thiên tài hiếm thấy. Ai có mối nhân duyên tốt đẹp với ông hả, ông chính là cái đồ biến thái, cho dù thực lực của ông có mạnh hơn đi nữa thì tôi cũng sẽ không coi trọng loại người như ông đâu. Giang Thu Nguyệt nói một câu với vương giã. Thu Nguyệt, đừng có nói như vậy mà, anh sẽ đau lòng đó. Câu nói này của vương giã làm cho ba người ở đây nổi da gà khắp toàn thân. Giang Trấn nhìn cái tên có chết cũng không biết mất mặt ở trước mắt, trở nên đau đầu. Vương giã này theo đuổi Giang Thu Nguyệt đã hơn nửa năm rồi, mặc dù là anh ta có thực lực nội kình đại thành, nhưng mà không biết kiềm chế, túng dục quá độ, chỉ nhìn vào ngũ quan thì cũng có thể biết được người này hèn mọn biết bao nhiêu. Cộng thêm với việc anh ta cứ luôn luôn âm dương quái khí, làm cho người ở bên cạnh phải run rẩy, cho nên Giang Trấn căn bản cũng không dám giao con gái của mình cho loại người như thế. Lúc này Giang Trấn đã chú ý đến Lâm Thanh Diện ở bên cạnh, hai mắt lập tức di chuyển vòng vòng, sau đó có một âm mưu xuất hiện ở trong lòng, ông ta quyết định thật nhanh, nói với vương giã. Cậu đừng có ở đó mà nói bậy, tôi đã có người được chọn làm con rể rồi, hơn nữa con gái của tôi cũng rất thích, hai người bọn nó đã đính hôn rồi, cho nên cậu không có cơ hội đâu. Con rể của tôi đang ở đây này, cậu còn không đi nhanh lên, ở chỗ của chúng tôi không chào đón cậu đâu. Nói xong, Giang Trấn còn đưa tay chỉ vào Lâm Thanh Diện. chương 702, Chúng Thần Điện Lâm Thanh Diện đang xem náo nhiệt, sau khi nghe thấy lời nói của Giang Trấn thì trở nên ngơ ngác, sao mình lại đột nhiên trở thành con rể của Giang Trấn rồi. Lúc này Giang Trấn lại đang nháy mắt ra hiệu với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện nhìn thấy ông ta muốn đem mình ra làm lá chắn ứng phó người đàn ông Vương Giã này. Anh cảm nhận được sự ghét bỏ của Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đối với Vương Giã, đoán chừng là bởi vì thực lực nội kinh đại thành của đối phương, Giang Trấn cũng không có cách nào dùng thủ đoạn mạnh mẽ với anh ta, cho nên cũng chỉ có thể đưa ra kế sách này. Nghĩ đến khoảng thời gian này mình đều ở Tổng hội Liên minh nước hát, Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt đã giúp mình không ít chuyện, mình giúp bọn họ vài chuyện cũng là việc nên làm. Dù sao thì cũng chỉ cần giả vờ làm con rể của Giang Trấn một chút, cho nên mới nhẹ nhàng gật đầu với Giang Trấn. Vương giã quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, ánh mắt đông lại, trong ánh mắt lộ ra một chút khinh thường. Ba vợ, ba đang nói đùa gì vậy hả? Chỉ là thằng nhóc này thôi ấy à, vậy mà cũng xứng đáng giành thu nguyệt với con. Vương giã mở miệng nói. Cậu ấy không thua kém cậu đâu, chủ yếu nhất là thu nguyệt để ý đến cậu ấy, cho nên ở chỗ này đã không có chuyện liên quan đến cậu nữa rồi, cậu đi nhanh lên đi. Giang Trấn mở miệng nói. Vương giã quay đầu nhìn về phía Giang Thu Nguyệt, có chút không tin mà hỏi, Thu Nguyệt, chẳng lẽ là em cảm thấy cái tên nhóc này còn tốt hơn so với anh à? Mặc dù là Giang Thu Nguyệt có chút thẹn thùng, nhưng mà cô ta hiểu đây là cách của Giang Trấn vì muốn thoát khỏi vương giã, cho nên đỏ mặt nói một câu, không sai, anh ấy tốt hơn ông gấp nghìn gấp vạn lần, tôi chính là thích anh ấy đó, ông cũng đừng có si tâm vọng tưởng với tôi nữa. Sắc mặt của vương giã lập tức trầm xuống, trong ánh mắt đang nhìn về phía của Lâm Thanh Diện bắn ra từng đạo sát khí. Này thằng nhóc, cậu cũng dám giành người phụ nữ của vương giã tôi nữa, tôi thấy cậu không muốn sống rồi đó, đã như vậy thì tôi cũng sẽ không xem thường cậu nữa, chúng ta cứ dựa vào cuộc chiến đấu của đàn ông để quyết định Thu Nguyệt sẽ thuộc về ai. Nếu như cậu có thể đánh bại được tôi, vậy thì tôi sẽ tặng Thu Nguyệt cho cậu, nhưng nếu như cậu thua thì Thu Nguyệt chính là của tôi." Vương Giã nói. Giang Thu Nguyệt nghe thấy lời nói của Vương Giã, lập tức nổi trận lôi đình, cô ta không nghĩ đến người này được một tấc thì lại muốn tiến thêm một bước, lại còn muốn quyết đấu với Lâm Thanh Diện để quyết định cô ta sẽ thuộc về ai nhưng mà cô ta còn chưa mở miệng để biểu đạt sự phẫn nộ của mình thì lâm thanh diện lại hờ hững trả lời vương giã một câu được thôi vương giã nhìn thấy lâm thanh diện đã đồng ý rồi trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xấu xa hiển nhiên là anh ta không cảm thấy cậu trai trẻ trông chỉ mới có hai mươi mấy tuổi là đối thủ của anh ta vương giã trực tiếp đi đến hình bát quái ở chính giữa phòng khách lộ ra một ánh mắt khiêu khích với lâm thanh diện lâm thanh diện cũng bước đến sở dĩ anh lại đồng ý với vương giã là bởi vì anh nhìn ra được cái tên này là một người khó xử lý, muốn để cho anh ta từ bỏ thì cũng chỉ còn có một cách là phải đánh bại anh ta. Về phần thực lực của vương giã, Lâm Thanh Diện không hề để ý đến, Lâm Thanh Diện có được thực lực ngoại kinh đỉnh phong đột phá nội kinh, cảm thấy những người dưới tông sư thì không có ai là đối thủ của anh. Chỉ cần vương giã này không phải là tông sư, vậy thì chuyện ngày hôm nay trên cơ bản cũng không có vấn đề gì quá lớn. 3 sao Lâm Thanh Diện lại phải đồng ý chứ? Nếu như anh ta thua, vậy thì chẳng phải là con sẽ thật sự bị cái tên biến thái vương giã này dây dưa cả đời à? Giang Trấn bình tĩnh nhìn Giang Thu Nguyệt một chút, nói trước tiên con đừng có lo lắng quá mức, đừng quên Lâm Thanh Diện cũng có thực lực nội kình đại thành, không nhất định sẽ thua đâu, trước tiên con cứ coi hai người bọn họ giao thủ với nhau đi. Giang Thu Nguyệt đành phải nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ cô ta cũng chỉ có thể khí thác hy vọng lên trên người của Lâm Thanh Diện. Vương Giã nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diệt, mở miệng nói, "Này thành nhóc, đầu tiên tôi sẽ giới thiệu một chút. Vương Giã của chúng thần điện, hy vọng là cậu có thể nhớ kỹ cái tên này, bởi vì qua ngày hôm nay tôi sẽ trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn của cậu." Lâm Thanh Diệt bất ngờ, ba chữ chúng thần điện này mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc. Anh nhớ kỹ là lúc trước anh rời khỏi Quan Lĩnh, Lâm Trung Thiên đã nhắc nhở anh là không nên trêu chọc người của chúng thần điện. Từ sau khi đi ra khỏi Quan Lĩnh, Lâm Thanh Diện vẫn chưa tiếp xúc với chúng thần điện, thậm chí là chưa từng nghe nói bất cứ tin tức gì liên quan đến chúng thần điện này. Hiện tại là lần đầu tiên anh nghe được ba chữ chúng thần điện từ trong miệng của người khác. Mặc dù là có chút kinh nghiệm, nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là trả lời vương giã một câu, Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, cái tên này nghe thấy có chút quen tai đó, nhưng mà cũng không quan trọng, cuối cùng rồi cậu cũng sẽ trở thành kẻ bại dưới tay của tôi thôi vương giã nói một câu không chút do dự liền nhanh chóng lao về phía lâm thanh diện với một chiêu khóa cổ liền dí thẳng vào trên cổ của lâm thanh diện lâm thanh diện đưa tay ngăn cản lại lại sau đó dùng lòng bàn tay đánh trả đánh thẳng vào ngực của vương giã vương giã hơi hít mắt lại một cái tay khác nhanh chóng đẩy bàn tay của lâm thanh diện ra sau đó trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc cậu là nội kinh đại thành vương giã kinh ngạc kêu lên một tiếng có vấn đề gì à Lâm Thanh Diện nói, cậu còn trẻ như vậy tại sao lại là nội kình đại thành chứ? Cậu tên là Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ cậu chính là người đã giết công tôn thắng? Vương giã hình như là nhớ tới cái gì đó, hai mắt lập tức mở to. Chúc mừng, anh đã đoán đúng rồi. Lâm Thanh Diện cười nói một câu, bước một bước ra xa, thẳng trên đỉnh đầu của vương giã. Lúc này vương giã không còn dám chậm chế nữa, trên mặt tràn đầy nghiêm túc giao thủ với Lâm Thanh Diện hai người bọn họ chiến đấu tương đối kịch liệt, làm cho Giang Thu Nguyệt hoa cả mắt. Trong lòng của Giang Thu Nguyệt đã sinh ra sự sùng bái sâu sắc đối với Lâm Thanh Diện, trước đó cô ta chỉ nghe Giang Trấn nói thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt đến nội kinh đại thành, bây giờ tận mắt nhìn thấy mới cảm giác được loại lực xung kích ở trên người của cao thủ nội kinh đại thành. Lúc này Giang Trấn của mang theo vẻ mặt đông cứng nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện, Nói thầm, thực lực của cái thằng nhóc này còn trên cả mình nữa, rốt cuộc là cậu ta lợi hại đến bao nhiêu, Sao chỉ mới có nhiêu đó tuổi mà lại có thực lực như vậy, cái này thật sự làm cho người ta phải đỏ mắt mà. Khi trận đấu đang diễn ra, Vương Giã dần dần phát hiện mình đã rơi vào thế hạ phong, chuyện này khiến cho trong lòng của anh ta tràn đầy kinh hãi. Anh ta lại bị một thằng nhóc chỉ có hơn 20 tuổi đánh thành cái dạng này, cái này nếu như bị đám người chúng thần điện biết được, chắc chắn sẽ chê cười anh ta đến chết. Anh không phải là đối thủ của tôi." Lâm Thanh Diện nói với Vương Giã một câu. Vương giã hừ lạnh một tiếng, đánh một đấm vào trong ngực của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đưa tay cản lại, mượn lực đánh lực, đẩy mạnh về phía của Vương giã. Vương giã mượn cơ hội này, nhanh chóng lùi về phía sau, trong nháy mắt liền lùi đến cổng. Anh ta nở một nụ cười xấu xa với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, này thằng nhóc, quả thật là cậu làm cho tôi thấy rất kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới tôi lại có thể gặp phải loại yêu nghiệt như là cậu ở đây. Thu Nguyệt tặng cho cậu đó, nhưng mà cậu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của chúng thần điện tôi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nói xong anh ta liền nhảy lên biến mất tại cửa lâm thanh diện không ngờ đến vương giã sẽ thừa cơ chạy trốn nhưng mà anh cũng không đuổi theo xem ra phiền phức của giang thu nguyệt đã được giải quyết rồi nhưng mà hình như mình đã chọc phải phiền phức mới rồi anh đi đến trước mặt của giang trấn mở miệng hỏi hội trưởng giang ông cũng biết là chúng thần điện à thần sắc của Giang Trấn trở nên nghiêm túc, nói từ trước đến nay chúng thần điện đều rất thần bí, sự hiểu biết của tôi đối với bọn họ cũng không nhiều, nhưng mà tôi nghe nói tổ chức được gọi là chúng thần điện là tổ chức mạnh nhất trên thế giới, vương giã đó chỉ là một thành viên bình thường của chúng thần điện thôi. Lời đồn, chúng thần điện xuất thế có thể quản lý cả thiên hạ, quỷ thần khó cản. chương 703, Võ Công Bí Tịch Ở trong phòng Lâm Thanh Diện vừa cầm điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện video với Hứa Bích Hoài, nhìn thấy hai mẹ con của bọn họ đều bình an, trong lòng của Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy yên ổn. Bây giờ cứ cách hai ngày anh sẽ gọi video với hứa Bích Hoài một lần, để hứa Bích Hoài xác định tình huống của anh, có đôi khi mấy phút vào buổi tối như vậy hứa Bích Hoài đều sẽ mắng anh một trận cho nên trò, nhìn bộ dạng của cô như thế này thật sự đã bị chuyện lần trước dọa sợ. Bây giờ nhà họ Lâm đã có Tô Thành Hải quản lý, bên cạnh của hứa Bích Hoài lại có cao thủ nội kinh là Mục Tu bảo vệ, Lâm Thanh Diện quả thật không cần phải lo lắng quá mức tình huống ở bên phía kinh đô. Trong lúc Lâm Thanh Diện còn đang đắm chìm vào trong nụ cười ngây ngô, tiếng gõ cửa vang lên kéo suy nghĩ của anh lại. Vào đi, Lâm Thanh Diện nói. Cửa phòng mở ra, Giang Thu Nguyệt bước vào từ bên ngoài. Ngày hôm nay cô ta mặc áo khoác da màu đen, váy dài xanh, tóc cũng xóa, trên đầu có cài một chiếc nơ, trên mặt cũng được trang điểm nhạt, cùng với lại dáng vẻ lạnh lùng của trước kia là hai phong cách hoàn toàn khác nhau trong khoảnh khắc lâm thanh diện nhìn thấy giang thu nguyệt anh lập tức giật mình thiếu chút nữa đã không nhận ra được người đó là ai giang thu nguyệt dường như có chút thẹn thùng nhìn thấy phản ứng của lâm thanh diện gương mặt lại càng đỏ ửng hơn nữa thật ra thì cô như thế này rất xinh đẹp đó so với loại dáng vẻ lạnh lùng như băng còn được người khác yêu thích hơn lâm thanh diện lấy ánh mắt khách quan của một người lớn mà đánh giá ai cần anh quản chứ tôi muốn thế nào thì là như thế đó Giang Thu Nguyệt lập tức trả lời Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm cho dù cô gái nhỏ này có ăn mặc thành bộ dạng yểu điệu như ngọc, nhưng mà cái tính cách độc lập này không thể được thay đổi trong một thời gian ngắn. "Tìm tôi làm gì vậy?" Lâm Thanh Diện hỏi. Giang Thu Nguyệt vươn tay đưa một quyển sách cổ đơn giản đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, quyển sách đó nhìn đã có chút cố kỹ, quyển sách đã nhiều nát, cũng may là dùng giấy tương đối tốt, nếu không thì quyển sách này đã bị mục nát rồi. Bìa của quyển sách này là một mảng trống không, cái gì cũng không có, không biết là bên trong có nội dung gì. Đây là của ba tôi đưa cho anh đó, ông ấy nói là sẽ giúp anh thoát khỏi cái tên phiền toái vương giã kia, nhất định phải cảm ơn anh cho đàng hoàng. Cân nhắc đến việc anh không thiếu cái gì cả, ông ấy có thể đưa cho anh cũng chỉ có cái này mà thôi. Giang Thu Nguyệt nói, hả, đây là sách gì vậy? Trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một tia hứng thú, đồ vật do hội trưởng của Tổng hội Liên minh nước hát lấy ra, Vậy cũng không đơn giản. Dựa theo cách nói của ba tôi, quyển sách này là được ông nội tôi tìm thấy từ ngôi mộ của một đại sư thời Trung Hoa dân quốc, mặc dù là không xác định được vị đại cao thủ này rốt cuộc có thực lực gì, nhưng mà 89 phần 10 là tông sư. Nội dung ở trong quyển sách này cũng là một vài thứ có liên quan đến võ học, dùng ngạn ngữ mà nói, đây là một bảng võ công bí tịch. Tuy nhiên là nội dung ở trong cuốn sách này có sự khác biệt rất lớn so với thổ nạp chi pháp được lưu truyền thời nay ba của tôi đã từng thử qua phương pháp ở trong đây mà luyện tập, nhưng mà vẫn không thể thành công. Ông ấy cảm thấy anh tài năng hơn người, không chừng quyển bí tịch này sẽ có tác dụng đối với anh, cho nên liền đưa cho anh. Nghe Giang Thu Nguyệt nói xong, trên mặt của Lâm Thanh Diện cũng lộ ra một nụ cười cổ quái. Hóa ra là cuốn sách này được ông ngoại của Giang Thu Nguyệt lấy ra từ ngôi mộ của ai đó, cách diễn đạt từ lấy này cần chú ý. Tôi mạo muội hỏi một câu, ông nội của cô chính là mô kim giáo úy trong truyền thuyết à? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Mô cái đầu của anh đó, mộ của vị đại cao thủ dân quốc này ở nước M. Lúc đó người của nước M muốn đào mộ của vị đại cao thủ này để làm nghiên cứu, ông nội của tôi cảm thấy cho dù đại cao thủ này đã chết rồi, đồ vật để lại cũng phải là của người C, không thể bị người nước ngoài xâm chiếm được. Cho nên ông ấy đã vào trong mộ trước những người nước M một bước, sau đó ông nội của tôi còn tốn nhiều tiền để đưa hài cốt của vị cao thủ này về nước cũng để cho ông ấy lá dụng về cội giang thu nguyệt giải thích một chút lâm thanh diện nhẹ nhàng gật đầu ở trong lòng vẫn cảm thấy có chút buồn cười vì để phòng ngừa người nước em mờ đào mộ cho nên ông nội của giang thu nguyệt đã đào sớm hơn logic này mặc dù là không có vấn đề gì nhưng mà cứ luôn cảm thấy là lạ đã như vậy rồi thì tôi xin nhận cảm ơn ba của cô dùm tôi nha lâm thanh diện đưa tay nhận lấy quyển bí tịch đó đối với quyển bí tịch do cao thủ để lại anh vẫn có hứng thú vô cùng lớn sau khi giang thu nguyệt đưa quyển bí tịch cho lâm thanh diện ánh mắt trở nên có chút do dự dường như là còn muốn nói cái gì lâm thanh diện nhìn thấy cô ta như thế này mở miệng hỏi còn có chuyện gì nữa không giang thu nguyệt hít sâu một hơi sau đó lại nhanh chóng bỏ một vật vào trong tay của lâm thanh diện nói cái này tặng cho anh cảm ơn anh đã đuổi cái tên biến thái vương dã đó chạy giúp cho tôi. Nói xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn trong tay của mình một chút, phát hiện chính là một cái túi thơm được làm từ thủ công, hình dáng siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn liền biết là do người mới vào nghề làm ra. Nếu như đoán không sai, cái này cũng là do Giang Thu Nguyệt tự tay làm ra, không nghĩ đến một cô gái lạnh lùng như thế này mà còn chịu học thủ công. Mặc dù là làm không đẹp, nhưng mà dù sao cũng là tự tay làm, phần tâm ý này Lâm Thanh Diện cũng nhận. Sau khi cất cái túi thơm đó, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào quyển võ công bí tịch ở trong tay, lật tờ đầu tiên ra, đập vào mắt chính là chữ phồn thể, mặc dù là Lâm Thanh Diện có thể phân biệt được đa số ý tứ của những chữ đó, nhưng mà đọc nó cũng hơi phí sức. Trong quyển bí tịch nói là quả thật có một phương pháp để luyện võ công nào đó, hơn nữa có khác gì so với nội kinh và thổ nạp chi pháp, đồng thời còn khó hơn rất nhiều lần không phải là một sớm một chiều là có thể học được. Chắc là có thể dùng để làm sách tiêu khiển mà đọc, chuyện quan trọng bây giờ vẫn nên làm tăng thực lực nội kinh. Lâm Thanh Diện lẩm bẩm một câu. Gia tộc Công Tôn Ở trong phòng khách, tất cả những người cấp cao của gia tộc Công Tôn đều có mặt, bầu không khí khá ngưng trọng, ở khắp nơi trên mặt đất đều là những ly trà vỡ nát, ngay cả cái bàn cũng đã bị hỏng hết hai cái. Hai mắt của Công Tôn phục đỏ bừng, diện mạo giữ tợn nhìn tất cả mọi người ở trong phòng khách, giống như là bị điên. Thắng nhi của chúng ta, nó chính là hy vọng của gia tộc công tôn của chúng ta, sao nó có thể chết như vậy được chứ? Lâm Thanh Diện mới là cái tên đáng chết, ông trời ơi, mắt của ông đã bị mù rồi hả? Thắng nhi của tôi chính là Tông Sư Chi Đồ, là cao thủ nội kình đại thành, tại sao lại chết trong tay đứa cháu trai của cái đồ bỏ đi công tôn bác đó? Đám người nhìn thấy bộ dạng này của công tôn phục, ai cũng đều đi lên khuyên ngăn, để cho công tôn phục tỉnh táo lại, công tôn phục trực tiếp quất những người đến khuyên ngăn ông ta một cái. Bình tĩnh lại hả, đứa cháu là niềm tự hào nhất của tôi đã chết rồi, các người kêu tôi bình tĩnh, hiện tại ngoại trừ thắng nhi sống lại, nếu không thì thôi không thể bình tĩnh được. Sau đó đám người đều ngậm miệng lại, không dám nói cái gì nữa. Ánh mắt của công tôn phục động lại, lẩm bẩm nói, lý do của tất cả những chuyện này đều là do tên phế vật công tôn bác đó tạo thành, nếu như không phải ông ta đã phân ra nhà họ Lâm, vậy thì thắng nhi của tôi sao có thể bị đứa cháu trai của tên phế vật đó ám toán được chứ? Truyền mệnh lệnh của tôi xuống dưới, ngày mai phải đi tìm mấy cái máy xúc cho tôi, tôi muốn đào phần mộ của Công Tôn Bác lên, lấy thi thể của ông ta ra, nếu không thì không thể nào hóa giải được mối hận ở trong lòng của tôi. Chương 704, ngày hôm nay tiêu diệt gia tộc Công Tôn. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đang xem quyển võ công bí tịch do Giang Thu Nguyệt đưa cho, lúc này Giang Thu Nguyệt lại đi vào trong phòng của anh. Cũng giống như ngày hôm qua, Giang Thu Nguyệt vẫn mặc váy, nhưng mà lại đổi thành màu da cam. Từ sau khi Lâm Thanh Diện nói loại trang phục này của cô ta khá là đẹp, cô ta cũng cảm thấy mặc như vậy là không có gì. Người của chúng ta vừa mới truyền tin tức về, nói là Công tôn phục mang theo một đám những cấp cao của gia tộc Công tôn đến chân núi ở ngoại thành, bọn họ còn mang theo mấy chiếc máy xúc nữa không biết là muốn làm cái gì. Giang Thu Nguyệt không nói vòng vo, trực tiếp nói thẳng. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại, khép quyền bí tịch đó lại, mở miệng nói, mang theo máy xúc nữa, chẳng lẽ là bọn họ muốn chọn một nơi làm phần mộ cho công tôn thắng. Chắc không phải là như vậy đâu, mấy năm nay ba của anh vẫn luôn để cho tôi điều tra vị trí được ông nội của anh được chôn cất sau khi mất, vị trí này chỉ có người của gia tộc công tôn biết được. Nhưng mà mấy năm nay điều tra, Tôi cũng đã xác định được phạm vi đại khái, chính là khu vực ngoại ô mà ngày hôm nay bọn họ muốn đi đến đó." Giang Thu Nguyệt nói. Hai mắt của Lâm Thanh Diện lập tức nheo lại, sau đó liền đứng dậy mở miệng nói, "Bây giờ chúng ta đi đến đó ngay, xem xem bọn họ muốn làm cái gì." Giang Thu Nguyệt gật đầu, sau đó đi chuẩn bị xe. Ở dưới chân núi của một ngọn núi ở vùng ngoại ô. Lúc này cả đám người của gia tộc Công Tôn đang quay xung quanh một nhà vệ sinh công cộng mấy cái máy xúc đang đứng chờ lệnh ở bên cạnh, làm cho không ít người đến nhà vệ sinh đều bị dọa chạy mất. Công tôn phục đứng ở đằng trước nhất, mắt hiếp lại nhìn chằm chằm vào một vị trí ở bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, lạnh lùng nói, công tôn bác, chắc là có làm thế nào ông cũng không nghĩ đến sau khi ông chết rồi thì tôi lại chôn ông ở bên cạnh của một nhà vệ sinh đâu nhỉ. Ông là một tên phế vật, nên cả đời này cũng chỉ có thể làm bạn với phân với nước tiểu, loại người giống như ông không xứng chôn ở một nơi tốt bây giờ cháu trai của tôi đã bị cháu trai của ông giết chết rồi chắc chắn là ông hài lòng lắm nhỉ nhưng mà ông đây không hài lòng đây chính là đứa cháu mà tôi tự hào nhất lúc đầu nó đã định đưa gia tộc của chúng tôi bay vút lên trời cao càng nghĩ đến lại không còn như vậy cho nên ngày hôm nay tôi đến đây là đến để tìm ông chút giận cho dù ông chết rồi tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cho ông yên bình nếu như tôi đoán không sai ngày hôm nay đứa cháu trai đó của ông cũng sẽ đến đây nếu như nó biết được ông bị chôn ở chỗ này, không biết là trên mặt sẽ có biểu cảm như thế nào đây. Thắng Nhi đã nói với tôi, cao thủ nội kinh là không thể tùy tiện ra tay với người bình thường được, cho nên cho dù nó có đến đây thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi chút giận vào ông. Tôi chính là muốn để cho nó biết giết chết cháu trai của công tôn phục tôi, nó tuyệt đối cũng không có khả năng tốt hơn. Những người ở xung quanh nghe lời thì thầm của công tôn phục, trong lòng đều hiểu ông ta thật sự bị cái chết của công tôn thắng kích thích, đã trở nên có chút yếu tố thần kinh. Cái tên Lâm Thanh Diện này cũng thật là đáng chết, là đời sau của một tên phế vật lại còn dám trở về tìm người của gia tộc công tôn chúng ta mà báo thù, thật sự quá kinh tởm. Nói đúng đó, cứ ở trong nước rồi hút xương khói không phải là tốt hơn hả, nhất định phải tới tìm chúng ta gây phiền phức, đúng là đầu óc bệnh rồi mà. Lúc này có một chiếc xe đang dừng ở cách đó không xa, Hai người Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt bước xuống từ trên xe, nhìn về phía đám người của gia tộc Công Tôn. Tại sao bọn họ lại đứng vây ở phía trước một cái nhà vệ sinh công cộng vậy chứ? Giang Thu Nguyệt hơi thắc mắc mà hỏi một câu. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có một suy đoán, lạnh lùng nói, đi thôi, đi qua đó nhìn một chút. Mà lúc này ở một vị trí không xa cách với chiếc xe của bọn Lâm Thanh Diện có xuất hiện một bóng dáng, chính là Bành Vân, đội trưởng chấp pháp Bành Vân nhìn chăm chăm vào gia tộc Công Tôn ở bên kia, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói chỉ mong là ngày hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt đi đến sau lưng đám người của gia tộc Công Tôn, Lâm Thanh Diện trầm giọng nói: Công Tôn lão cẩu, ông mang theo người đến đây làm gì vậy? Là muốn đào cho mình một cái mộ hả? Sau khi đám người này nghe thấy âm thanh của Lâm Thanh Diện thì đều quay đầu nhìn lại, bọn họ đồng loạt tách ra thành một con đường để cho Công Tôn Phục có thể nhìn thấy tình huống ở bên cạnh. Công tôn phục xoay người lại, sau khi nhìn thấy người đến là Lâm Thanh Diện, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Mấy ngày nay ông ta đã khắc sâu gương mặt của Lâm Thanh Diện vào trong lòng, có nằm mơ cũng muốn giết chết Lâm Thanh Diện. Thằng danh con, tôi biết là cậu sẽ đến đây mà. Cậu là con cháu của một tên phế vật, vậy mà cũng dám giết người thừa kế của gia tộc công tôn tôi. Chuyện này nếu như là ở trước kia, cậu chính là đại nghịch bất đạo, phải bị lăng trì. Công tôn phục lạnh lùng nói chẳng lẽ là ông không nên cảm thấy là do tài nghệ của công tôn thắng không bằng ông à tôi là con cháu của phế vật vậy thì theo ý của ông ngay cả phế vật mà ông cũng không bằng đúng không lâm thanh diện cười lạnh nói sắc mặt của công tôn phục lập tức trở nên cực kỳ khó coi mở miệng nói miệng lưỡi bén nhọn lắm đó mặc kệ cậu có thể rảo biện như thế nào cậu cũng là một kẻ đã phản lại gia tộc công tôn là con cháu xấu hổ của gia tộc công tôn điểm này cậu không thể nào thay đổi được sau khi tôi hiểu được tình huống của gia tộc công tôn các người tôi đột nhiên hiểu được tại sao ông nội lại muốn đổi họ cái loại gia tộc như là rác rưởi của các người nếu như đổi lại là tôi tôi cũng sẽ không ở đâu lâm thanh diện phản bác lại công tôn phục tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ lên ông ta không ngờ là bản thân mình lại mắng thua lớp con cháu trong lòng quả thật rất bối rối nhiệt chướng cho dù cậu có thể nói nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật ông nội của cậu đã làm nhục gia tộc công tôn nói cho cậu biết ông nội của cậu được chôn ở bên cạnh cái nhà vệ sinh đó đó tôi muốn ông ta vĩnh viễn phải làm bạn với nước tiểu và phân cái được gọi là nhà họ lâm của các người mãi mãi cũng đừng nghĩ là có thể chờ mình được trên mặt của công tôn phục đột nhiên lại lộ ra một tia đắc ý sau khi lâm thanh diện nghe thấy lời nói của ông ta trong nháy mắt nắm đấm nắm chặt lại trong ánh mắt phát ra từng đạo sát khí Mặc dù đã đoán được tại sao Công Tôn Phục lại mang theo người của gia tộc Công Tôn đến đây, nhưng mà sau khi nghe chính miệng của ông ta nói ra, trong lòng của Lâm Thanh Diện vẫn bùng phát cơn giận không che giấu được. "Tôi sẽ giết chết ông." Lâm Thanh Diện nghiến răng nghiến lợi nói. Công Tôn Phục không hề sợ hãi, mở miệng nói, "Đừng cho là tôi không biết quy định của cao thủ nội kình các người, cậu không thể nào ra tay giết người bình thường được, nếu như cậu giết tôi thì bản thân cậu cũng khó đảm bảo được." "Xanh con à?" thực lực của cậu lại trở thành thứ trói buộc cậu, xem xem cậu có thể đắc ý như thế nào. Giang Thu Nguyệt cũng nhanh chóng kéo cánh tay của Lâm Thanh Diệt, nói, Lâm Thanh Diệt, anh đừng có xúc động, để tôi cho người của quan lĩnh đến, những chuyện này cứ giao cho bọn họ xử lý là được rồi. Ngực của Lâm Thanh Diệt chập trùng một trận, cho đến bây giờ anh cũng chưa từng tức giận như vậy, lão cầu công tôn phục này lại chôn ông nội của anh ở bên cạnh của nhà vệ sinh, cho dù là ai thì e là cũng không thể nuốt trôi cục tức này thật sự quá buồn cười mà cho dù cậu có lợi hại hơn nữa thì có thể như thế nào được chứ cậu dám giết bất cứ người nào ở chỗ của chúng tôi à thằng nhóc này cút nhanh lên đi cậu vĩnh viễn cũng không đấu lại gia tộc công tôn đâu đám người của gia tộc công tôn cũng chào phúng lâm thanh diện nghe những lời chào phúng của đám người trong gia tộc công tôn lâm thanh diện thật sự muốn giết chết bọn họ cho hả giận lâm thanh diện tôi nói cho cậu biết tôi không chỉ trôn ông nội của cậu ở chỗ này ngày hôm nay tôi còn muốn đảo ông ta lên hung hăng đánh mấy roi cậu có thể làm gì được tôi hả cháu của tôi đã chết ở trên tay của cậu đây chính là báo ứng dành cho cậu công tôn phục lại hô một câu với lâm thanh diện lâm thanh diện nhấn nhịn đến cực điểm công tôn phục này thật sự rất kinh tởm cho dù là giữa cao thủ nội kình có quy tắc ngày hôm nay anh cũng nhất định phải giết những người của gia tộc công tôn có những hận thù không phải là thứ mà quy tắc có thể trói buộc được Ngày hôm nay cho dù là ông trời tới đây, tôi cũng phải giết hết các người, những người của gia tộc Công Tôn có mặt ở đây, tôi sẽ không trừ lại một người nào, ngày hôm nay tôi sẽ hủy diệt gia tộc Công Tôn. Lâm Thanh Diện nổi giận gầm lên một tiếng. chương 705, quy tắc cho má. Bớt phô trương thanh thế ở đây đi, cho dù chúng tôi có đứng ở đây để cho cậu giết, cậu dám à? Chỉ cần cậu đụng đến một đầu ngón tay của chúng tôi, vậy thì sẽ có người chấp pháp đến đây tìm cậu, đến lúc đó cậu tiêu đời rồi một người của gia tộc công tôn không hề kiêng kỵ chút nào mà cười nhạo lâm thanh diện hoàn toàn không đặt lâm thanh diện vào trong mắt lâm thanh diện híp mắt nhìn người kia một chút bước ra phía trước một bước trực tiếp đánh một quyền vào trong ngực của người kia trong nháy mắt xương sườn của người đó liền bị gãy mất hết bảy tám cây có không ít cây còn trực tiếp cắm vào trong nội tạng làm cho hắn ta không thể chết trong một thời gian ngắn được nhưng mà lại phải chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng nổi học học người đó chừng lớn mắt Dường như là muốn nói cái gì đó, nhưng mà hắn ta không còn bất cứ cơ hội nào để nói chuyện. Tất cả những người của gia tộc Công Tôn bị một đòn ra tay đột ngột của Lâm Thanh Diện làm cho hoảng sợ, bọn họ cũng nhanh chóng lui ra phía sau, khí thế không sợ hãi lúc nãy đã biến mất không còn hình bóng. Nhìn người đã chết trong tay Lâm Thanh Diện chỉ bằng một cú đấm, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên một tia kinh hãi. "Cậu, cậu lại giết người bình thường, cậu không sợ bị trừng trị à?" có người mang theo vẻ mặt hoảng sợ mở miệng nói người bình thường các người đều là những người đáng chết cho dù giết thì có thể như thế nào chứ lâm thanh diện lạnh lùng nói giang thu nguyệt nhìn lâm thanh diện với trạng thái đang nổi giận biết lúc này có khuyên anh thì cũng không thể khuyên nổi rồi công tôn phục cũng không nghĩ đến lâm thanh diện sẽ thật sự ra tay giết người thân thể vốn dĩ hơi khom xuống lại có chút run rẩy rõ ràng không còn ung dung giống như lúc nãy nữa lâm thanh diện Cậu có biết là cậu đang làm cái gì không hả? Cậu đã giết cậu ta rồi, vậy thì cậu cũng phải bị y như vậy, chẳng lẽ là cậu không có đầu óc hả?" Công Tôn Phục mở miệng nói. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện rơi ở trên người của ông ta, nhếch miệng tạo thành một độ cong rất nhỏ, mở miệng nói, "Tôi không chỉ muốn giết hắn ta, mà tôi còn muốn giết ông nữa, ông có thể làm gì được tôi?" Nói xong, anh liền chậm rãi đi về phía của Công Tôn Phục cả đám người của gia tộc công tôn đều mang theo gương mặt tràn đầy sợ hãi mà nhìn Lâm Thanh Diệt, không có một người nào dám đứng ra ngăn cản Lâm Thanh Diệt, dù sao thì công tôn thắng cũng là chết ở trong tay của anh, sao bọn họ có thể dám khiêu chiến với Lâm Thanh Diệt. Ban đầu bọn họ cho rằng quy tắc của cường giả nội kinh có thể khống chế Lâm Thanh diệt, ai nghĩ đến Lâm Thanh Diện căn bản cũng không để những thứ đó vào trong mắt, sớm biết như vậy thì bọn họ đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi mồ hôi lạnh ở trên trán của công tôn phục lập tức toát ra ông ta không ngờ đến mình lại làm lâm thanh diện nổi giận bây giờ không biết phải kết thúc như thế nào trong lúc công tôn phục đang lo lắng mình sẽ bị lâm thanh diện đấm chết một bóng dáng ngăn ở trước mặt của lâm thanh diện chính là bành vân lâm thanh diện có chừng mực chút đi cậu đã giết chết một người rồi đừng để tội của mình lại càng lớn hơn nữa bành vân mở miệng nói lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào bành vân lên tiếng hỏi, anh là người của đội chấp pháp đó à? Bành Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói tôi là đội trưởng tiểu đội chấp pháp của phố người C ở nước M, trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn quan sát cậu, chính là không để cho cậu làm ra chuyện sai trái. Làm sai chuyện, bọn họ đều muốn đào hài cốt của ông nội tôi ra mà cầm roi quất, tôi muốn báo thù, vậy mà lại trở thành chuyện sai trái à? Lâm Thanh Diện chất vấn. Bành Vân bất lực thở dài, nói tôi biết là ở trong lòng của cậu đang rất tức giận nhưng mà cậu là một cao thủ nội kinh bọn họ chỉ là một người bình thường dựa theo quy định thì cậu không thể làm tổn thương đến tính mạng của bọn họ bỏ cái quy định chó má đó đi hôm nay ông đây muốn giết chết mấy cái thứ không có mắt này ai cũng đừng nghĩ cản được tôi lâm thanh diện la to lên một tiếng nếu như cậu cứ cố chấp như vậy vậy thì tôi cũng chỉ có thể ra tay cản cậu lại thôi bành vân nói Người của gia tộc Công Tôn nghe thấy Bành Vân nói mình là đội trưởng của tiểu đội chấp pháp, trong lòng lập tức có chỗ dựa, đều cảm thấy đội trưởng của tiểu đội chấp pháp cũng đã đến đây rồi, vậy thì Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không có cách nào ra tay với bọn họ. Lâm Thanh Diện, cậu nhanh chóng buông tay chịu chói đi, người ta là đội trưởng của tiểu đội chấp pháp cũng đã đến đây rồi, ở đây không có chỗ cho cậu phách lối, hãy thành thành thật thật mà nhận sai lầm đi. Danh con, đừng tưởng rằng không có ai chừng trị được cậu, người ta chính là đội trưởng của tiểu đội chấp pháp cậu cho rằng là cậu có thể giết người dưới mí mắt của người ta được à công tôn phục cũng nói một câu với lâm thanh Diệt, sự sợ hãi ở trong lòng cũng đã giảm bớt đi rất nhiều lâm thanh diện hít mắt lại nhìn bành vân một chút sau đó lại hừ lạnh một tiếng bước xa một bước liền vọt về phía của bành vân bành vân đã chuẩn bị tốt để chiến đấu thấy lâm thanh diện ra tay lập tức bắt đầu di chuyển hai người giao đấu với nhau khí thế như lửa những người ở xung quanh đều bị khí thế trên người có bọn họ ép phải lùi ra phía sau. Lúc này bọn họ mới hiểu được cao thủ nội kình đại thành là một khái niệm như thế nào, trong lòng tuôn ra một trận hoảng sợ. Tài năng của cậu quả thật rất bất ngờ, chỉ có chừng ấy tuổi mà đã có thực lực của nội kình đại thành, cậu nên cố mà trân trọng tài năng là của cậu. Nếu như bây giờ cậu dừng tay, tôi có thể giới thiệu cho cậu gia nhập vào tiểu đội chấp pháp, dựa vào tài năng của cậu muốn trở thành người chấp pháp cao cấp, chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bành Vân vừa chiến đấu vừa mở miệng nói. Thật ngại quá, tôi không có hứng thú này. Lâm Thanh Diện nói. Bành Vân cắn răng, nói tiếp tôi có thể cho cậu đánh những người này một trận để hả giật, nhưng mà không thể gây tổn thương đến tính mạng của bọn họ, đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải giết chết bọn họ, ông cũng không cần phải khuyên ngăn tôi nữa đâu. Khí thế của Lâm Thanh Diện đã đạt đến đỉnh phong, nội kinh đại thành công thêm ngoại kinh đỉnh phong, cho dù là Bành Vân thì cũng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Một lát sau Bành Vân liền cảm thấy phí sức, trong lòng đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đi theo Lâm Thanh Diện có một mình, sớm biết như vậy thì ông ta đã gọi theo chương sách đi cùng. Suốt cuộc là cậu luyện nội kinh như thế nào vậy, tại sao lại mạnh như vậy? Bành Vân không nhịn được mà hỏi Lâm Thanh Diện một câu. Đến lúc có thời gian thì tôi sẽ nói cho ông biết, nhưng mà hiện tại tôi không rảnh. Lâm Thanh Diện nói xong, bắt lấy sơ hở của Bành Vân, trực tiếp vỗ một trường vào trong ngực của ông ta. sắc mặt của Bành Vân thay đổi, thân thể lập tức ngã ra phía sau, khóe miệng còn chảy ra một tia máu. Lâm Thanh Diện cũng không giết ông ta, chỉ là tạm thời để cho ông ta mất đi sức chiến đấu. Như thế này thì mới có thể yên tâm giết từng người từng người một của gia tộc Công Tôn. Mọi người nhìn thấy đội trưởng của tiểu đội chấp pháp lại ngã xuống trên tay của Lâm Thanh Diện, đều không thể nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt cũng trở nên vô cùng đông cứng. Công tôn phục vốn dĩ cho rằng đội trưởng của tiểu đội chấp pháp sẽ giải quyết Lâm Thanh Diện tại chỗ, lại không nghĩ đến vị đội trưởng này cũng thua ở trên tay của Lâm Thanh Diện, lúc này ông ta mới ý thức được Lâm Thanh Diện kinh khủng đến mức nào. Ông ta nhìn quanh bốn phía, không nói hai lời liền chạy thẳng đến chỗ đang dừng xe, dự định chạy trước rồi lại nói, về phần những người của gia tộc công tôn, ông ta đã không thèm để ý tới. Sau khi Lâm Thanh Diện đánh bại Bành Vân, liền chú ý đến công tôn phục muốn chạy trốn, anh nhanh chóng vọt về phía của công tôn phục, một phát bắt được bả vai của ông ta. Thân thể của công tôn phục khẽ run rẩy, chậm rãi quay đầu lại, đập vào trong mắt của ông ta là gương mặt đang răng kín sát khí của Lâm Thanh Diện. Bây giờ muốn chạy, có phải là hơi trễ rồi không? Audio điện tử võ tấn bền chương 706, chết chóc Hai chân của công tôn phục lập tức mềm nhũn, đối mặt với một vị cao thủ nội kình đại thành, ông ta căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Nếu như ngày hôm nay Lâm Thanh Diện thật sự muốn đại khai sát giới, vậy thì gia tộc công tôn thật sự tiêu đời rồi. Lâm, Lâm Thanh Diện, chúng ta có chuyện gì thì nói đàng hoàng với nhau, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng là anh em của ông nội cậu, đáng ra cậu nên gọi tôi một tiếng ông cả, cậu ra tay vậy thì cậu đã quá không hiểu chuyện rồi. Công tôn phục không có cách nào đối phó với Lâm Thanh Diện, chỉ có thể dựa vào loại quan hệ này để trì hoãn. Gọi ông là ông cả à, ông cũng xứng, loại thời điểm này mà ông lại nói mối quan hệ của ông với lại ông nội của tôi, lúc ông chôn ông ấy ở bên cạnh nhà vệ sinh sao ông không nghĩ tới chuyện này đi. Lâm Thanh Diện nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chặt đứt cánh tay của công tôn phục. Công tôn phục hét thảm một tiếng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ở trên trán chảy ròng ròng. Bỏ, bỏ qua cho tôi đi, tôi đồng ý cho cậu hết tất cả các sản nghiệp của gia tộc công tôn để lại cho tôi một cái mạng cầu xin cậu công tôn phục cầu xin tha thứ tôi còn đang cho rằng ông là một người thà chết chứ không chịu khuất phục không nghĩ đến ông lại không có cốt khí như vậy làm họ hàng với loại người giống như ông tôi cũng sợ bị mất mặt nữa là lâm thanh diện hừ lạnh một tiếng cậu cái tên danh con này vậy mà cũng dám dạy dỗ tôi tôi là gia chủ của gia tộc công tôn cậu cũng chỉ là cháu trai của một tên phế vật thôi Công Tôn Phục biết Lâm Thanh Diện đã không cho ông ta cơ hội, dứt khoát mở miệng mắng. Những lời nói này ông vẫn nên giữ lại để nói với Diêm Vương đi, ngày hôm nay qua đi, trên đời này sẽ không có gia tộc Công Tôn nữa. Lâm Thanh Diện không tiếp tục nói nhảm nữa, trực tiếp vặn gãy cổ của Công Tôn Phục, sau đó liền mang theo thi thể của Công Tôn Phục nhìn về phía đám người của gia tộc Công Tôn. Giờ phút này anh chính là tử thần đến từ địa ngục. Những ai mang theo tội lỗi trên người đều sẽ bị anh giết chết. Cái tên này đã bị điên rồi, mọi người chạy nhanh đi. Lúc này có người la lên một câu, sau đó đám người của gia tộc Công Tôn liền chạy tứ phía. Lâm Thanh Diện trực tiếp quay tròn thi thể của Công Tôn phục đập về phía những người đó. Mấy người bình thường này ở trước mặt của một cao thủ nội kình đại thành, cho dù có chạy thì có thể chạy được bao xa chứ? Nhưng ánh sáng lóe lên trong đám đông, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trên không ở vùng ngoại ô. Ngày hôm nay Lâm Thanh Diện đại khai sát giới đám người của gia tộc công tôn giống như là con cừu non đợi làm thịt, một người một người ngã xuống ở trên tay của Lâm Thanh Diện. Cho dù bị người chấp pháp để mắt tới thì như thế nào chứ? Công tôn phục đã có thể làm ra tình trạng như thế này, nếu như Lâm Thanh Diện còn không chịu ra tay, cho dù có thực lực tận trời thì có ích lợi gì chứ? Bành Vân bị ngã ở trên mặt đất, nhìn thấy Lâm Thanh Diện biến thành thu la đến từ địa ngục, liên tục thở dài, trong lòng của ông ta biết rất rõ ràng, sai lầm của Lâm Thanh Diện đã không thể nào nghịch chuyển được. Giang Thu Nguyệt không hiểu tại sao mình lại lo lắng như thế, nhìn thấy Lâm Thanh Diện giết người của gia tộc Công Tôn, mặc dù là cô ta muốn ngăn cản, nhưng mà lại không có cách nào mở miệng. Dù sao thì ở trong lòng của cô ta, quả thật người của gia tộc Công Tôn rất đáng chết, hơn nữa cô ta lại lo lắng Lâm Thanh Diện bởi vì chuyện này mà bị tiểu đội chấp pháp để mắt tới. Lần này Lâm Thanh Diện giết nhiều người như vậy, không biết chừng sẽ gặp phải loại trừng phạt gì. Một hồi lâu sau, sau khi toàn bộ những người của gia tộc công tôn đều ngã trên mặt đất, Lâm Thanh Diện mới chậm rãi để tay xuống, không ngừng thở hổn hển. Anh nhìn thoáng qua máu tươi ở trên tay mình, thuận tay giật quần áo ở trên người xuống lau lau, đi về phía của Giang Thu Nguyệt. Chúng ta đi thôi, Lâm Thanh Diện nói. Trong lòng của Giang Thu Nguyệt có vô số suy nghĩ đang sông lên đầu, có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Thanh Diện, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ nhẹ gật đầu với Lâm Thanh Diện, sau đó đi cùng với anh về phía xe ở bên kia. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến gia tộc Công Tôn hùng mạnh một thời liền lấy phương thức như vậy mà kết thúc lịch sử. Đám người của gia tộc Công Tôn đi theo Công Tôn Phục Tiến về vùng ngoại ô, những người còn sống sót cũng chỉ nằm trên một bàn tay, một gia tộc cao cấp bị giết chết hết 90%, cho dù không sử dụng lực lượng quan lĩnh, vậy thì gia tộc Công Tôn cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Sau khi trở về, đầu tiên là Lâm Thanh Diện đi tắm rửa một cái đổi một thân quần áo mới, sau đó anh lại gọi điện thoại video với hứa Bích Hoài, nói với cô có lẽ là mình gặp phải một chút phiền toái, có thể là sẽ không về kịp bữa tiệc 100 ngày của Lâm Nhất Nặc. Lần này hứa Bích Hoài cũng không trách móc Lâm Thanh Diện, mà là mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi anh có nghiêm trọng lắm không. Lâm Thanh Diện nói không phải là phiền phức lớn gì, anh sẽ xử lý ngay thôi, chỉ cần có thời gian thì sẽ gọi video với hứa Bích Hoài, kêu cô không cần phải lo lắng sau đó anh lại gọi điện thoại cho Lâm Trung Thiên, nói với Lâm Trung Thiên chuyện gia tộc Công Tôn bị tiêu diệt. Sau khi Lâm Trung Thiên nghe thấy tin tức này, đương nhiên là khiếp sợ không có gì sánh nổi, nhưng mà lập tức liền vui mừng. Thù hận giữa bọn họ và gia tộc Công Tôn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã chấm dứt. Lâm Thanh Diện cũng không nói cho Lâm Trung Thiên nghe chuyện mình đã giết người ở trước mặt của đội trưởng tiểu đội chấp pháp, dù sao thì có nói cũng không có tác dụng gì, anh biết là tiểu đội chấp pháp chắc chắn sẽ tìm đến cửa, đối phương sẽ cho mình trừng phạt như thế nào thì anh không biết rõ ràng, nhưng mà chỉ cần tính mạng gặp nguy hiểm, anh tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ cần người đến bắt anh không có tông sư, vậy thì anh đủ lòng tin chạy thoát. Quy tắc của tiểu đội chấp pháp có thể ràng buộc cao thủ nội kinh, nhưng mà cũng có thể ràng buộc tông sư. Nếu như bọn họ thật sự muốn định cho mình tội chết, vậy thì Lâm Thanh Diện sẽ trốn đi, thẳng cho đến khi trở thành tông sư, sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, anh biết là mình quả thật có chút xúc động. Nhưng mà anh đến đây chính là vì đã báo thù, có thủ đoạn gì mà không dùng được, thù với gia tộc công tôn cũng đã báo rồi, vậy thì không có gì phải hối hận. Anh đi tìm Giang Thu Nguyệt, nhờ Giang Thu Nguyệt hỗ trợ nghĩ cách đào hài cốt của công tôn bác từ bên cạnh nhà vệ sinh gửi về nước, an táng trong mộ tổ của nhà họ Lâm. Giang Thu Nguyệt không từ chối, chỉ là có chút lo lắng mà hỏi một câu, tiểu đội chấp pháp chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh, anh định làm như thế nào? Lâm Thanh Diện cười cười nói, giải pháp nhiều hơn là khó khăn, chờ sau khi bọn họ đến đây rồi lại nói, hỏi xem bọn họ muốn trừng phạt tôi như thế nào, nếu như muốn để cho tôi chết, vậy thì tôi sẽ trốn thoát. Dựa vào thực lực của Bành Vân mà xem, tiểu đội chấp pháp ở phố người hát nước M còn chưa ngăn cản được tôi đâu. Giang Thu Nguyệt nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện cũng không biết nên khen Lâm Thanh Diện lợi hại hay là nên trách móc anh dám nói ra lời nói như thế này, trên thế giới này chỉ sợ là cũng không có mấy người. Trạng vạng tối, Lâm Thanh Diện và Giang Thu Nguyệt ngồi ở trong phòng khách, Lâm Thanh Diện cầm quyển võ công bí tịch đó nhìn xem. Giang Thu Nguyệt có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng sẽ đứng dậy một chút, nhìn ra phía cửa một chút, rồi lại ngồi xuống. Lúc này Giang trấn trở về từ bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ của Giang Thu Nguyệt, mở miệng hỏi con gái con bị cái gì vậy hả nhìn bộ dạng của con như là gấp rút lắm ba ngày hôm nay giang thu nguyệt vừa muốn giải thích một chút chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay đúng lúc này có một trận tiếng bước chân vang lên ngay sau đó có bảy tám bóng dáng xuất hiện ở vị trí cửa giang thu nguyệt biến sắc cô ta biết là người của tiểu đội chấp pháp đã đến rồi giang trấn quay đầu nhìn ra bên ngoài sau khi nhìn thấy bảy tám bóng dáng đó hai mắt cũng chừng lớn là hội trưởng của Tổng hội Liên minh nước Hát, đương nhiên là ông ta biết thành viên của tiểu đội chấp pháp phố người Hát ở nước M là ai. Ông ta cẩn thận nhìn chằm chằm vào mấy người này, trong lòng xác định nhiều lần, sau đó mới lẩm bẩm nói, toàn thành viên của tiểu đội chấp pháp ra mặt, cái này, cái này là xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đây? Chương 707, ngục giam thứ 5. 78 người Bành Vân đi vào trong phòng khách, Cao Tiến đi theo sau lưng của Bành Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện ở trong phòng khách, lần này anh ta lại bị thực lực của Lâm Thanh Diện làm cho hoảng sợ. Bành Vân là người luôn giữ vị trí mạnh nhất trong tiểu đội chấp pháp ở phố người hát nước M, lại bị Lâm Thanh Diện đánh bị thương quay về, hơn nữa còn đánh giá rằng Lâm Thanh Diện là người đã đạt đến mức độ làm cho tất cả các thành viên của tiểu đội chấp pháp phải ra mặt. Cái này làm cho vẻ tự mãn của anh ta ở trước mặt của Lâm Thanh Diện hồi lúc đầu sinh ra một cảm giác nghĩ tới mà sợ, trong lòng của anh ta nghĩ đến vẫn may Lâm Thanh Diện không phải là một tên điên, nếu không thì đêm hôm đó chỉ sợ là anh ta cũng sẽ bị đánh chết. Hội trưởng Giang, chúng tôi chấp hành nhiệm vụ, nếu như có đắc tội thì xin hãy tha thứ. Bành Vân nói với Giang Trấn một câu. Giang Trấn cười cười xấu hổ nói, đội trưởng Bành, này là xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nhớ toàn bộ thành viên của tiểu đội chấp pháp ra mặt là chuyện của hơn 10 năm trước mà, chắc là chỗ của tôi không có chuyện gì xảy ra làm cho mọi người phải coi trọng như vậy đâu nhỉ. Ánh mắt của Bành Vân dừng ở trên người của Lâm Thanh Diệt, nói thật ra thì hiện tại có chút lo lắng rồi đó, cho dù toàn bộ thành viên của chúng tôi ra mặt, có thể khống chế anh ta hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Giang Trấn Thuận theo ánh mắt của Bành Vân nhìn sang, nghe thấy lời nói của ông ta, trong lòng giật mình, lẩm bẩm nói ẩn. Ẩn số, Lâm Thanh Diệt. Ba, Chiều ngày hôm nay người của gia tộc Công Tôn muốn móc hài cốt của ông nội Lâm Thanh Diện lên, Lâm Thanh Diện nhất thời xúc động, cho nên đã làm cho những người của gia tộc Công Tôn đều. Giang Thu Nguyệt kể chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Giang Trấn nghe. Giang Trấn hít sâu một hơi, không khỏi thầm nghĩ vậy mà Lâm Thanh Diện lại ra tay với người của gia tộc Công Tôn, hơn nữa chữ, đều, của Giang Thu Nguyệt này làm cho ông ta cảm thấy phải hãi hùng. Lâm Thanh Diện, cậu đúng là thiên tài mà, cả đời này tôi mới được gặp một người lợi hại nhất, ngay cả đệ tử của Tông Sư mà cũng chết ở trên tay của cậu, tài năng của cậu chỉ sợ chính là cổ đại vô song. Bành Vân nói với Lâm Thanh Diện, nhưng mà cậu không nên ra tay giết nhiều người bình thường như vậy, nếu như cậu dùng thủ đoạn khác thì tôi sẽ không truy cứu cái gì, gia tộc đấu tranh với nhau vốn chỉ là tình huống bình thường, nhưng mà cậu lại lựa chọn biện pháp ngu ngốc đó, cho nên chúng tôi không thể không ra tay với cậu. Có lẽ bảy người chúng tôi hợp lực lại thì cũng không có cách nào ngăn cản cậu chạy thoát, nhưng mà chúng tôi đã báo chuyện này cho tổng bộ rồi, nếu như ngày hôm nay cậu phản kháng, đến lúc đó người đến bắt cậu sẽ là tông sư." Bành Vân nói rõ tình huống cho Lâm Thanh Diện nghe, trong ánh mắt cũng mang theo một tia đáng tiếc. Trương Sách ở một bên cũng hơi xúc động, người đội trưởng này của bọn họ từ trước đến nay đều không phải là một người tùy tiện thừa nhận người khác lợi hại. Mà bây giờ ông ta lại cho rằng 7 người của tiểu đội chấp pháp kết hợp lại với nhau, hai người nội kinh đại thành cộng thêm với năm nội kinh tiểu thành, vậy mà không thể ngăn cản được một người trẻ tuổi chỉ mới có hơn 20 tuổi. Đây tuyệt đối là lời đánh giá cao nhất mà cả đời này của Bành Vân dành cho người khác. Lâm Thanh Diện nhíu mày, bây giờ anh đã trêu chọc đến một vị tông sư rồi, nếu như lại bị một vị tông sư để mắt tới, cho dù anh có ba đầu sáu tay, vậy thì cuộc sống chắc cũng sẽ không tốt hơn trước tiên các người đừng có gấp gáp, bây giờ tôi sẽ không chạy đâu, không bằng các người nói cho tôi nghe trước, sau khi bắt tôi rồi thì sẽ trừng phạt tôi như thế nào. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi, chúng tôi sẽ chuyển giao cậu cho ngục giam thứ năm. Bành Vân nói, hết rồi hả, Lâm Thanh Diện hơi nghi hoặc một chút. Không sai, giao cậu cho ngục giam thứ năm, đó chính là quyết định trừng phạt của chúng tôi đưa ra cho cậu. Bành Vân nói, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào bảy thành viên của tiểu đội chấp pháp, phát hiện bọn họ đều dùng một ánh mắt đồng tình mà nhìn mình. Cái này không khỏi làm cho trong lòng của anh suy đoán ngục giam thứ năm này đến cùng là một nơi như thế nào. Chỉ là ngục giam mà thôi, tôi còn tưởng rằng sẽ xử phạt nghiêm trọng gì nữa đó. Lâm Thanh Diện cười nói một câu. Thằng nhóc này, đừng có tưởng rằng ngục giam thứ năm chỉ là một cái ngục giam đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, chúng tôi càng muốn gọi nó là luyện ngục thứ năm hơn. Trương sách mở miệng nói. Bành Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, ngục giam thứ năm là nơi giam giữ tất cả những người đã phạm sai lầm lớn ở bên ngoài nước C, là những cao thủ nội kinh đạt đến cấp bậc nguy hiểm. Có thể bị giam ở trong ngục giam thứ năm, cậu có thể nhận được sự tán thành với thực lực của cậu, nhưng mà nếu như người nào vào trong đó, 10 người có thể sống sót được 9 người dưới, vậy thì đã vô cùng tốt rồi. Tôi chưa từng bước vào ngục giam thứ năm thử, cho nên cũng không rõ bên trong có tình huống như thế nào nhưng mà nghe nói là ở bên trong là một loại trạng thái dã man của việc cá lớn nuốt cá bé, bởi vì đồ ăn khan hiếm, mọi người vào đó đều không có ai đơn giản, thực lực hơi yếu một chút thì sẽ không thể sống qua nổi ngày đầu tiên. Nghe nói dự tính ban đầu khi xây dựng ngục giam thứ năm là để cho những người có tài năng và mạnh mẽ giống như cậu có cơ hội để hối cải. Theo tôi được biết bản chất thật sự của ngục giam này chính là những người chấp pháp không muốn tốn quá nhiều sức lực để giết những kẻ phạm tội này, dù sao thì mỗi một người trong bọn họ đều không có ai đơn giản, muốn giết chết vậy thì phải trả giá rất lớn. Cho nên cứ nhốt bọn họ lại cùng với nhau, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, tự triệt tiêu nhau. Nghe thấy lời giải thích của Bành Vân, Lâm Thanh Diện Đại Khái cũng đã hiểu được ngục giam thứ năm là một nơi như thế nào. Nếu như nói nó chính là một luyện ngục, chẳng bằng nói đó chính là một căn cước của thiên tài và cao thủ, chỉ là những cao thủ và thiên tài đều phạm vào sai lầm không có cách nào đền đáp được mà thôi vậy thì các người sẽ nhốt tôi trong đó bao lâu vậy? Sẽ không phải là cả đời đó chứ? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Có thể nói như vậy, mỗi một người bị đưa vào trong ngục giam thứ năm cũng sẽ không có thời gian thi hành án, đi vào rồi, muốn đi ra thì đó là một chuyện gần như không có khả năng. Bành Vân nói, nhưng mà ở trong ngục giam thứ năm có một quy định, tất cả những phạm nhân ở trong ngục giam thứ năm đều có cơ hội để bỏ phiếu một lần, khi mà người nào đó có thể nhận được một nửa số người đồng ý của toàn bộ những người ở trong ngục giam, vậy thì người này có thể rời khỏi ngục giam thứ năm. Thật ra thì chuyện này có cũng không có gì khác biệt so với không có, có thể bước vào trong ngục giam thứ năm, có người nào mà không cảm thấy mình là thiên tri kiêu tử, sao có thể đồng ý để cho người khác ra ngoài được chứ? Đừng nói là nửa số người bỏ phiếu, ở trong đó có thể nhận được một phần 10 người bỏ phiếu đều gần như không có. Quy tắc này vẫn cứ luôn tồn tại, nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi không có ai có thể bước ra khỏi ngục giam thứ năm chương sách bổ sung thêm một câu hai người giang trấn và giang thu nguyệt nghe thấy bọn họ kể xong chuyện của ngục giam thứ năm sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng bước vào trong chỗ như vậy cùng với việc bị phán tử hình trên cơ bản cũng không có gì khác biệt cho dù thực lực của lâm thanh diện có mạnh có thể sống sót ở trong đó nhưng mà cái đó cũng chỉ đổi từ tử hình thành trung thân mà thôi lâm thanh diện như có điều suy nghĩ như là đang cân nhắc ưu điểm và nhược điểm giữa việc trực tiếp ngoan ngoãn đi vào trong khuôn khổ cùng với việc đồng thời bị hai vị tông sư cao thủ để mắt tới cậu có thể lựa chọn phản kháng thậm chí là chạy trốn chỉ có điều là đến lúc đó cậu cũng chỉ có một con đường chết một khi tông sư đã ra tay rồi khoảnh khắc mà ông ấy bắt được cậu đó chính là ngày chết của cậu lâm thanh diện ra tay đi trong nháy mắt bảy người của bành vân triển khai một trận hình trên mặt của người nào cũng là biểu cảm nghiêm túc, không có người nào xem thường bởi vì Lâm Thanh Diện chỉ có một mình. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chú vào bọn họ, sau đó phất tay áo nói, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, tôi đi với các người là được rồi. Chương 708, lựa chọn của Lâm Thanh Diện. Hai người Giang Trấn và Giang Thu Nguyệt sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, cả hai đều bất ngờ, sau đó Giang Thu Nguyệt nhanh chóng nói, Lâm Thanh Diện, cái ngục giam thứ năm đó không thể đi vào được đâu. Sau khi đi vào rồi thì anh không thể đi ra được nữa." Lâm Thanh Diện cười nói, nếu như không đi, vậy thì sẽ bị tông sư đuổi giết, chỉ sợ là bây giờ tôi đã được đưa vào trong sổ đen của Lôi Uyên Hành, nếu như lại có một tông sư đến nữa, vậy thì tôi sẽ chết càng nhanh hơn, chẳng bằng đi vào trong ngục giam thứ năm này tránh một chút." Nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, Giang Thu Nguyệt lập tức không biết phải nói cái gì mới tốt, dựa vào tình huống trước mắt của Lâm Thanh Diện mà nói, bị bắt vào trong ngục giam thứ năm nói không chừng còn an toàn hơn là so với ở bên ngoài. Lâm Thanh Diện nói như vậy cũng không phải là đang nói đùa, dù sao thì dựa vào thực lực bây giờ của anh, đụng phải tông sư chắc chắn chết không thể nghi ngờ gì. Mà ngục giam thứ năm này, mặc dù nghe nói đi vào thì không thể đi ra được, nhưng mà nói tóm lại vẫn có một tia hy vọng. Bọn người Bành Vân không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại phối hợp như vậy, lúc đầu bọn họ đã chuẩn bị đại chiến một trận, bây giờ Lâm Thanh Diện lại nói như thế này, bọn họ lại cảm thấy tay chân luống cuống. Trước khi các người mang tôi đi, tôi có hai câu hỏi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hỏi đi, Bành Vân trả lời. Ở trong ngục giam thứ năm này có cao thủ tông sư không vậy? Lâm Thanh Diện hỏi. Ngoại trừ trưởng ngục giam của ngục giam thứ năm là một tông sư, người mạnh nhất bị nhốt ở bên trong cũng chỉ có nội kình đại thành, nhưng mà nội kình đại thành cũng có sự khác biệt, có cao thủ nội kình đại thành có thể phát huy ra thực lực không kém gì tông sư. Bành Vân trả lời. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, hỏi tiếp vị cao thủ tông sư đó có thể tùy tiện vào trong ngục giam thứ năm này không? Không thể, tôi biết nỗi lo lắng của cậu, trong ngục giam thứ năm, người chiêu chọc đến tông sư không phải là số ít, nhưng mà cho tới hiện nay không có tông sư nào đặc biệt chạy vào trong đó để tìm bọn họ báo thù. Có trưởng ngục giam đang ở đó, cho dù có tông sư muốn xông vào thì cũng phải xem xem có đáng giá hay không. Bành Vân mở miệng nói. Nghe xong câu trả lời của Bành Vân, Lâm Thanh Diện ừm một tiếng, nói tôi không có câu hỏi nào khác, các người có thể dẫn tôi đến ngục giam thứ năm đó rồi. Hai người Giang Thu Nguyệt và Giang Trấn đều đông cứng nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện, đó cũng không phải là một việc gì nhỏ, dù sao thì chuyện này liên quan đến tiền đồ cả đời này của Lâm Thanh Diện, mà trên mặt của Lâm Thanh Diện lại dường như không thèm để ý, làm cho bọn họ có chút sốt ruột lâm thanh diện anh anh nhất định phải còn sống đó quan lĩnh vẫn cần anh nếu như ông chủ biết anh bị bắt vào trong mục giam thứ năm chắc chắn sẽ lo lắng cho anh lắm giang thu nguyệt nói lâm thanh diện nhìn cô ta một cái cười nói không cần phải lo lắng quá mức đâu khoảng thời gian này tôi vẫn đọc quyển võ công bí tịch của cô cho tôi tôi cũng đã lĩnh ngộ mộ được một chút rồi nếu như tôi có thể hiểu rõ quyển bí tịch này vậy thì thực lực sẽ có chỗ tăng cao đến lúc đó để cho những người ở trong ngục giam thứ năm bỏ cho tôi một phiếu, chắc cũng không phải là việc gì khó. Giang Thu Nguyệt lập tức ngơ ngác, cô ta không ngờ đến nguyên nhân mà Lâm Thanh Diện bình tĩnh như vậy lại là bởi vì quyển võ công bí tịch kia. Mà lời nói của Lâm Thanh Diện quả thật làm cho cô ta không thể phản ứng lại kịp, hiện tại Lâm Thanh Diện đã là nội kinh đại thành, nếu như thực lực của anh lại tăng lên thêm nữa, đây chẳng phải là muốn trở thành tông sư. Tông sư hơn 20 tuổi, cho đến bây giờ cô ta vẫn chưa từng nghe thấy. Anh nói là thật hả? Giang Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện mà hỏi một câu. Lâm Thanh Diện mỉm cười không nói gì, cũng không trả lời lại câu hỏi của Giang Thu Nguyệt, mà là đi thẳng về phía bọn người Bành Vân. Bảy người của Bành Vân không bởi vì thái độ của Lâm Thanh Diện mà thả lỏng chút nào, bọn họ lo lắng Lâm Thanh Diện đang lừa gạt bọn họ, phối hợp với bọn họ bất quá cũng chỉ là giả vờ thôi, cho nên vẫn còn cảnh giác như cũ nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị bọn người Bành Vân mang đi, Giang Trấn bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, là một hạt giống tốt đến cỡ nào, thật là đáng tiếc, quá bốc đồng. Nếu như không xảy ra chuyện này thì trong tương lai, toàn bộ giới võ học ở nước C chắc chắn sẽ có chỗ đứng cho cậu ấy. Ba, ba thật sự cảm thấy ngục giam thứ năm đó có thể nhốt được Lâm Thanh Diện không? Giang Thu Nguyệt hỏi. Giang Trấn lập tức bị câu hỏi này của Giang Thu Nguyệt làm cho giật mình. Đúng vậy đó, nếu như đổi lại là thiên tài bình thường, có lẽ là ông ta sẽ cảm thán một chút hoặc là không có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ người bị bắt chính là Lâm Thanh Diện đó, đây là cái tên nhóc làm cho ông ta có quá nhiều rung động, căn bản cũng không thể tính theo lẽ thường được. Nói không chừng cậu ta thật sự có thể làm ra một vụ đẫm máu từ trong ngục giam thứ năm, tạm thời chúng ta cứ chờ đợi thôi. Giang Trấn lẩm bẩm nói. Giang Thu Nguyệt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Thu Nguyệt, có phải là con coi trọng thằng nhóc này không hả? Lời nói của Giang Trấn xoay chuyển, quay đầu lại hỏi Giang Thu Nguyệt một câu. Giang Thu Nguyệt lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trợn mắt nhìn Giang Trấn một chút, nói có quỷ mới coi trọng anh ta. Ba, ba cũng đừng có đùa con nữa. Giang Trấn cười ha ha nói, trong lòng của con có quỷ hay không thì ba còn không rõ ràng hà. Dãy núi là cơ của nước em mờ. Có những bóng dáng nhỏ đang không ngừng đi ở dưới ngọn núi, đang đi qua đi lại ở vị trí dưới ngọn núi, so với mấy đỉnh núi cao chót vót như thế này, mấy bóng người giống như là những con kiến. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, cũng chỉ có thể nhìn thấy được một vài chấm đen nhỏ. Nhóm người này chính là 7 thành viên của tiểu đội chấp pháp phố người hát nước M đang áp giải Lâm Thanh Diệt, sau khi lăn lộn cả một ngày, bọn người bành vân rốt cuộc cũng đã đưa Lâm Thanh Diệt đến nơi này. Ở nơi đây thuộc về vùng đất không người, hơn nữa ngục giam thứ năm nổi danh tọa lạc ở đó. Cách một khoảng cách rất xa, bạn có thể nhìn thấy được những đỉnh núi này được bao quanh bởi một bức tường cao khoảng chừng 30 mét. Tất cả những khu vực ở trong bức tường đều thuộc về lãnh thổ của ngục giam thứ năm. Mà bức tường này chính là hàng rào ngăn cách, phòng ngừa người ở bên trong chạy trốn ra bên ngoài. Ở trên bức tường này có dòng điện cao thế 300.000 V, cho dù là cao thủ tông sư muốn trèo tường lên thì cũng phải cân nhắc xem mình có bị điện giật biến thành heo sữa quay trong nháy mắt hay là không một nhóm người đi đến nơi duy nhất có thể ra vào ngục giam thứ năm nơi này là một tòa cao ốc ẩn những nhân viên duy trì hoạt động bình thường của ngục giam thứ năm sống ở trong tòa nhà này mà vị trưởng ngục giam đạt cảnh giới tông sư cũng ở trong tòa nhà này đương nhiên là lâm thanh diện vẫn còn chưa đạt tính trình độ trưởng ngục giam phải tự mình ra tiếp đón lần này đương nhiên cũng không có cơ hội được nhìn thấy vị trưởng ngục giam này rất nhanh bọn người bành vân liền dẫn lâm thanh diện đi đến một cánh cửa sắt to lớn ở bên cạnh tòa cao ốc ở trước cửa có một căn phòng, ở trong căn phòng có một người già với mái tóc hơi bạc đang nằm ngáy o o. Bành Vân đi đến trước cửa của căn phòng đó, đưa tay gõ cửa một cái, lên tiếng nói, xin chào, chúng tôi đến đây để tiến hành bàn giao, có một nhân vật nguy hiểm cấp S cần phải nhốt vào trong mục giam thứ năm, làm phiền ông mở cửa để cho cậu ta đi vào. Ông già kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy là Bành Vân, lên tiếng nói, hóa ra là Bành Vân đó à, các người vậy mà lại bắt được nhân vật nguy hiểm cấp S hả? Không đơn giản nha, mang người đó đến đây cho tôi nhìn một lát đi. Trương sách dẫn theo Lâm Thanh Diện đi lên phía trước, lúc này ở trên tay Lâm Thanh Diện đang bị dây xích trói lại, cái này được đeo lên với yêu cầu của Bành Vân. Ông già đánh giá Lâm Thanh Diện một chút, sau đó lại khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Bành Vân, không phải là đầu óc của ông bị nước vào rồi đó chứ, thằng nhóc này nhìn cũng chỉ mới có hơn 20 tuổi mà thôi, cậu ta lại là nhân vật nguy hiểm cấp S đó hả? Tôi thấy cậu ta còn chưa nguy hiểm bằng con sói hoang trên ngọn núi đối diện đâu, các người cũng đừng có nói giỡn với ông già này nha. chương 709, vào ngục giam. Bành Vân nhìn thấy ông già đã không chịu tin, cũng bất đắc dĩ thở dài, lấy một chồng tài liệu từ trong đồ của mình ra. Ở bên trên có tất cả các báo cáo liên quan đến Lâm Thanh Diện lúc còn ở nước M, cùng với một phần tài liệu đã được nước C thông qua và phê duyệt. Ông Dương à, ông tuyệt đối đừng bởi vì cậu ta mới có hơn 20 tuổi mà xem nhẹ cậu ta, cái thằng nhóc này lợi hại lắm đó. Ông già ấy tên là Dương Tu, là người giữ cửa của ngục giam thứ năm, là một cao thủ nội kình đại thành hàng thật giá thật, năm đó cũng đã đảm nhiệm chức vụ đội trưởng của tiểu đội chấp pháp. Sau khi ông ta nghe thấy lời nói của Bành Vân thì lập tức nhếch miệng nói, có nhân vật lợi hại gì mà ông già này chưa từng nhìn thấy chứ, những người có bản lĩnh chân chính đều đã trải qua thời gian rửa tội, thằng nhóc mới có hơn 20 tuổi giống như cậu ta căn bản cũng không lợi hại bao nhiêu. Cậu ta có thể được ông xác định là nhân vật nguy hiểm cấp S, chắc có lẽ là có thực lực của nội kinh tiểu thành, dựa vào độ tuổi này của cậu ta mà nói, quả thật cũng xem như là có tài năng đó. Nhưng mà những năm gần đây, người đến chỗ của tôi có người nào không phải là người có tài năng chứ? Với lại tôi nói thật với các người nha, độ tuổi này của cậu ta có chút tài năng nhưng mà thực tế của không có mạng đâu, dễ dàng chết lắm, không chừng đi vào mới có hai ngày là bị bỏ cái mạng nhỏ rồi loại chuyện như thế nào tôi gặp nhiều lắm bình thường dương tu không có người nào nói chuyện cho nên lúc nhìn thấy có người thì liền nói nhiều một chút sau khi nhận lấy tài liệu của bành vân đưa qua thì cũng không nhìn mà là cứ nói không ngừng bọn người bành vân nghe dương tu nói chuyện cũng không có người nào ngắt lời ông ta chỉ là lúc này cao tiến lại hơi muốn cười bởi vì loại cảm giác hiện tại của dương tu cực kỳ giống với dáng vẻ khi mà anh ta nhìn thấy lâm thanh diệt anh ta chỉ biết là cũng bởi vì loại xem thường này đối với Lâm Thanh Diện mới khiến cho Lâm Thanh Diện làm cho quê độ hết lần này đến lần khác, so với người khác thì anh ta còn đau hơn một chút. Dương Tu chú ý đến Cao Tiến đang cố gắng nhịn cười, lập tức trừng mắt liếc nhìn anh ta một chút, nói cái thằng nhóc này đang cười cái gì vậy, chẳng lẽ là tôi nói không đúng hả? Nhìn người chưa từng thấy chuyện đời giống như cậu, nói cho cậu biết nha, tôi canh cửa ở chỗ này, tôi gặp thiên tài nhiều lắm đó cái người mà mọi người mang đến đây căn bản cũng không có chỗ đứng đầu. Ông Dương nói đúng đó, nhưng mà tôi vẫn đề nghị ông nên nhìn báo cáo điều tra của Lâm Thanh Diện trước đi. Cao Tiến mở miệng nói một câu. Lúc này Dương Tu mới cúi đầu nhìn chằm chằm vào báo cáo điều tra của Lâm Thanh Diện, lúc nhìn thấy thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt đến nội kinh đại thành, ông ta trực tiếp kinh ngạc kêu lên một tiếng, cái gì chứ, thực lực của thằng nhóc này đã đạt đến nội kinh đại thành rồi hả? Chuyện này sao có thể được chứ, cậu ta cũng chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, chẳng lẽ chỉ là là trông cậu ta trẻ tuổi. Ông Dương, quả thật là cậu ta chỉ có hơn 20 tuổi thôi, cái này ông không cần phải nghi ngờ đâu." Bành Vân nói. Dương Tu liếc nhìn Bành Vân một chút, lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, sau đó là tiếp tục nhìn chăm chú vào báo cáo điều tra. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện giết chết đệ tử của tông sư Lôi Uyên Hành, Dương Tu lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Làm sao có thể được chứ, cái thằng nhóc này lại giết đệ tử của tông sư. Đến cuối cùng, nhìn thấy Lâm Thanh Diện không thèm để ý đến sự ngăn cản của Bành Vân mà đã thương người rồi giết hết đám người của gia tộc Công Tôn, Dương Tu thở dài lắc đầu nói, thằng nhóc ngốc này, cậu lợi hại lại có tài năng như vậy, vậy mà lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế, cái này quả thật là hủy hoại tương lai của cậu đó. So sánh với loại thái độ khinh thường trước đó, hiện tại Dương Tu đã hoàn toàn xem Lâm Thanh Diện giống như là một động vật quý hiếm. Ông ta đã coi cửa ở đây nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người mới hơn 20 tuổi mà đã đạt được thực lực nội kinh Đại Thành. Lâm Thanh Diện quả thật làm cho ông ta cảm thấy bất ngờ. Ông Dương, không biết là bây giờ có thể mở cửa để cậu ta đi vào chưa vậy? Bành Vân mở miệng hỏi một câu. Dương Tu nhẹ nhàng gật đầu nói, đi theo tôi. Mấy người bọn họ cùng đi về phía cánh cửa sắt, Dương Tu lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong quần áo của mình đưa cho Lâm Thanh Diện rồi nói, cậu trai trẻ, đây là một vài quy định ở trong mục giam thứ năm, cậu xem một chút đi, cậu chỉ cần nhớ kỹ một chuyện là đừng có ý đổ leo tường ra ngoài là được rồi, những cái khác cậu muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó. Người ở bên trong không có người nào là đèn đã cạn dầu, tốt nhất là cậu phải học thông minh một chút, có thể giết thì cứ giết, nếu cậu không biết bọn họ thì bọn họ sẽ giết cậu đó, luật lệ ở trong này tuân theo chính là mạnh được yếu thua. Cảm ơn lâm thanh diện nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ coi như là tôi căn dặn cậu vài câu cậu cũng không chắc có thể sống sót được mấy ngày đừng có tưởng rằng cậu là nội kinh đại thành thì đi vào trong đó không có nguy hiểm gì cho dù là nội kinh đại thành thì cũng có phân chia mạnh yếu nữa đó nội kinh đại thành ở trong đây có không ít và nhiều người trong số họ không bình thường cậu cũng nên cẩn thận dương tu tiếp tục nói lâm thanh diện khóc dở cười cảm thấy có lẽ là ông già này thật sự bởi vì canh cửa quá cô đơn, cho nên vừa nhìn người khác lại nói không ngừng. Rất nhanh, một nhóm người đi đến phía trước cánh cửa sắt, Dương Tu đi đến bên cạnh nhấn mật mã, sau khi nhấn một cái nút thì hai cánh cửa sắt liền từ từ mở ra. Ở phía sau là một cái đường hầm thật là dài. Cách đường hầm khoảng 100 mét thì mới có thể nhìn thấy được ánh sáng ở phía sau đường hầm, có lẽ thiết kế như vậy cũng là bởi vì để phòng ngừa lúc mở cửa sẽ có người thừa cơ mà chạy trốn. Nếu như không đoán sai, ở trong đường hầm này cũng có một vài cơ quan phòng ngừa chạy trốn, nếu như không dựa vào trình độ nhạy cảm của cao thủ nội kinh, lúc mở cửa xuyên qua đường hầm dài 100 mét này chạy đi cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Được rồi, đi vào đi, nhớ kỹ là ở bên trong nhất định phải cẩn thận với một người tên là Dư Tam, người đó chính là một người bị bệnh thần kinh đó, tốt nhất gặp hắn ta thì phải chạy ngay đi, nếu không thì cậu sẽ không may đâu. Dương Tu lại dặn dò một câu. Bọn người Bành Vân cũng nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, sau đó Bành Vân mở miệng nói chúc cậu may mắn. Lâm Thanh Diệt nhẹ gật đầu, không do dự trực tiếp đi vào trong đường hầm. Mặc dù biết lần này mình đi vào trong lại muốn đi ra chính là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà Lâm Thanh Diệt cũng không vướng bận bao nhiêu, dù sao thì cho dù anh có nghĩ cách trốn khỏi ngục giam thì anh cũng phải đối mặt với sự săn đuổi của cao thủ tông sư. Ngục giam thứ năm này mang đến cho anh một cơ hội tranh né rất tốt, hơn nữa ở trong đây có cao thủ tập hợp, đúng lúc anh có thể tận dụng cơ hội này để thông qua chiến đấu mà mà nâng cao sức mạnh của mình. Băng khoăn duy nhất ở trong lòng của Lâm Thanh Diện chính là không có cách nào có thể trở về trong bữa tiệc 100 ngày của con gái. Nhưng mà lần này anh có mang theo điện thoại, còn mang theo một cục pin sử dụng bằng năng lượng mặt trời, lúc đó anh cũng đã thử rồi, ở đây có tín hiệu, dù sao thì người làm việc ở đây cũng cần phải gọi điện thoại chỉ cần mình vẫn duy trì trò chuyện video với Hứa Bích Hoài như cũ, chắc là cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó tìm một cái cớ nói là mình bị bắt phải sống ở một nơi hoang dã, thỉnh thoảng còn có thể quay lại cuộc sống của mình với Hứa Bích Hoài. Sau khi Lâm Thanh Diện đi vào trong con đường hầm, cánh cửa sắt liền đóng lại một lần nữa. Sau khi Dương Tu tiến đám người Bành Vân đi, ông ta bước nhanh đi đến tòa nhà, đi đến trước cửa của một phòng làm việc, đẩy cửa bước vào trong, ở bên trong đang có hai người già khác đang ngồi. Nhanh nhanh nhanh, có người mới tới, người mới tới lần này là một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta rất có tiềm lực, tôi cực là cậu ta có thể sống trên 10 ngày." Dương Tu cười nói, "Cái gì chứ, người trẻ tuổi hơn 20 tuổi hả? Lão Dương à, ông ngốc rồi đúng không, người trẻ tuổi hơn 20 tuổi đến chỗ này sống qua 5 ngày có rất ít đó, tôi cược 3 ngày thôi." "Tôi cược 2 ngày, gần đây có một nhóm nhỏ ở trong đó, sau khi thằng nhóc kia đi vào đó, có lẽ chạm chán không chỉ là một người đơn độc, mà là một nhóm. Cậu ta lại còn trẻ như vậy, chắc chắn sống không lâu đâu. Trên mặt của Dương Tu lộ ra một nụ cười xấu xa, vì để thắng tiền của hai ông già này, ông ta cũng không có ý định nói chuyện Lâm Thanh Diện có thực lực của nội kinh đại thành gia chương 710, bây giờ chạy còn kịp đó. Ở trong nơi cuối cùng của đường hầm có ba người đàn ông vóc dáng không giống nhau đang đứng cùng một chỗ, đều đang hít mắt lại nhìn chầm chầm vào đường hầm, dường như là đang mong chờ cái gì đó. Ba người này so sánh với ba người ngoài thì cũng không có gì khác biệt quá lớn, nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát, vậy thì có thể cảm nhận được mùi máu tanh như có như không ở trên người của ba người bọn họ. Đây là hơi thở có thể tích lũy được khi mà bọn họ đã đi trên lưỡi dao nhiều năm. Hơn nữa, mặc dù ba người bọn họ đứng cùng với nhau, nhưng mà giữa bọn họ đều có sự phòng bị lẫn nhau, dường như lúc nào cũng có thể đột ngột ra tay giết chết người bên cạnh. Ba người này đều có thực lực nội kình tiểu thành, nếu như là ở bên ngoài, một người trong số bọn họ cũng có thể làm cao thủ nắm giữ một phương, nhưng mà ở trong ngục giam thứ năm, bọn họ chỉ có thể là người dưới tầng chót nhất ở trong nơi này. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải cao thủ nội kình đại thành ở trong ngục giam thứ năm, cho nên những nội kình tiểu thành đều có cuộc sống nằm ở trên bờ vực thẳng những người không có sức mạnh và chỉ số ích, trên cơ bản sống không quá 3 ngày. Cao thủ nội kinh tiểu thành có thể sống sót ở trong ngục giam thứ năm, hơn nữa còn trụ lại nhiều năm không chết, người nào cũng là nhân tài, cho dù là có đối mặt với cao thủ nội kinh đại thành thì cũng có thủ đoạn để bảo toàn tính mạng. Trong ngục giam thứ năm không có những từ ngữ như là tin tưởng, bạn bè, trợ giúp, ở trong đây cũng chỉ có lợi ích và hy vọng sống sót. Vì để còn sống, những người này bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được cho nên ở trong đây sẽ không có người nào tin tưởng thêm một người thứ hai ngoại trừ bản thân mình. Tuy nhiên có một số người có cơ hội sống sót cao hơn, bọn họ sẽ liên minh với những người khác trong một đoạn thời gian ngắn, trong số đó phần lớn là những người có thực lực nội kinh tiểu thành. Trong khoảng thời gian gần đây, ở trong ngục giam thứ năm bộc phát rất nhiều nhóm nhỏ. Đương nhiên là ở trong số đó có gần một nửa người hợp tác với nhau, không qua mấy ngày cũng bởi vì thấy ngứa mắt lẫn nhau, nên tự đánh đấm giết chết nhau ba người canh giữ ở cửa đường hầm trùng hợp đi ngang qua chỗ này, nghe thấy âm thanh cửa sắt mở ra, biết là có người mới vừa mới vào. Sở thích lớn nhất của bọn họ ở chỗ này đó chính là có người mới, bởi vì ngục giam thứ năm sẽ không hạn chế người vào đây mang theo đồ vật. Có không ít người lúc đi vào sẽ mang theo rất nhiều đồ tốt, chỉ cần giết chết người mới, vậy thì đồ vật mà người ta mang theo sẽ trở thành của bọn họ. Môi trường sống khắc nghiệt cộng với việc thức ăn bị hạn chế khiến cho những người này coi một gói bánh sờ nách nhỏ giống như là bảo bối. Nếu như có người mang thuốc lá vào, vậy thì có thể sẽ thu hút được cao thủ nội kinh đại thành phải ra tay. Tôi bay nói thử xem, trên người của cái tên nhóc đi vào đây sẽ có vật gì tốt. Đã lâu rồi tao không gặp phải người mới, cho dù gặp phải thì cũng sẽ bị người khác cướp mất. Lần này quả thật may mắn mà, đúng lúc đi ngang qua đây liền gặp phải một người mới bước vào người có dáng người thấp nhất mở miệng nói. Chờ cậu ta đi ra khỏi đường hầm thì giết cậu ta là biết thôi. Người đàn ông có vết sẹo dữ tợn ở trên mặt nói. Bây giờ nói trước nha, lần này cướp được đồ vật thì nhất định phải chia đều đó, nếu như hai người có suy nghĩ gì khác, vậy thì đừng có trách hai cây đao của tao không khách khí. Người cuối cùng vác ở trên lưng hai cây trường đao là người có khí thế mạnh nhất trong ba người bọn họ. Mà lúc này ở trong rừng cây cách không xa với nơi này, ở bên cạnh của một gốc cây có khối đá nhô lên trên khối đá này lại có hai con mắt đang đánh giá ba người đứng ở phía trước đường hầm trước hết cứ để cho ba tên này thăm dò người mới tới có trình độ gì đến lúc đó chúng ta lại làm ngư ông đắc lợi ông đây thật sự quá là thông minh mà mẹ kiếp thiếu chút nữa là cười thành tiếng rồi đó bình tĩnh bình tĩnh lúc này không thể bị bại lộ được lúc lâm thanh diện đi ra từ trong đường hầm nhìn thấy ba người đang đứng ở vị trí cửa đường hầm giống như là đang chờ mình hơi sừng sốt một chút, còn tưởng rằng là người trong ngục giam thứ năm đặc biệt đến đây để đón mình. Nhưng mà rất nhanh, anh đã cảm thấy suy nghĩ này của mình có chút hoang đường. Dựa vào đánh giá của bọn người Bành Vân đối với ngục giam thứ năm này, mấy cái người này đến đây giành đồ của mình thì đúng hơn. Ba người kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện cũng đều sửng sờ, bọn họ đều không ngờ đến người bước vào chỉ là một thằng nhóc hơn 20 tuổi. Tao còn tưởng người đi vào đây sẽ là nhân vật như thế nào nữa đó, không ngờ rằng lại là một cậu nhóc. Cái ngục giam thứ năm này càng ngày càng không có trình độ mà, đúng là người nào cũng có thể bỏ vào trong đây được. Người có giá người thấp nhất mở miệng nói. Như thế này chẳng phải là tốt hơn à, một thằng nhóc hơn 20 tuổi, một mình tao cũng có thể giải quyết. Được rồi, giết nó đi, đồ vật của nó sẽ trở thành của chúng ta. Người vác trên mình hai cây đao cầm hai cây đao của mình xuống. Trên gương mặt của người có vết sẹo dữ tợn cũng lộ ra một tia khinh thường, Lạnh lùng nói, đừng có nói nhảm nữa, ra tay nhanh đi, coi chừng một lát nữa gặp người khác đó. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, nói, nói thật thì bây giờ các người chạy vẫn còn kịp đó, nếu như các người muốn ra tay với tôi, vậy thì không có cơ hội đâu. Ba người bọn họ nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện thì đều cười ha hả, hoàn toàn không đặt anh vào trong mắt. Quả nhiên là đứa bé miệng còn hôi sữa, này cậu nhóc, có lẽ ở bên ngoài mày được người ta ca tụng là thiên tài cho nên mày cảm thấy mình rất lợi hại. Nhưng mà ở đây là ngục giam thứ năm, chút tài cán của mày ở chỗ này căn bản không đáng chú ý đâu, mày vẫn nên đừng có khoe khoang ở đây. Người đàn ông có vóc dáng thấp nhất nói. Đúng không, vậy thì các người cứ thử một chút đi. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói một câu. Hừ, vậy thì sẽ để cho mày nếm sự lợi hại của ông đây. Người đàn ông thấp nhất lao thẳng về phía của Lâm Thanh Diện, tốc độ nhanh chóng, cái này cũng không thường thấy trong nội kinh tiểu thành hai mắt của Lâm Thanh Diện hơi híp lại, cảm nhận được khí thế ở trên người của người này, nhếch miệng nở một nụ cười trêu chọc. Những người này đặt trong nhóm cao thủ có cùng trình độ, đây chắc chắn là nhóm người đứng đầu. Đáng tiếc là bọn họ chỉ có nội kinh tiểu thành, cho dù thủ đoạn có nhiều thì cũng không có cách nào đền bù sự tranh lệch về cảnh giới. Nhưng mà sao bọn họ có thể nghĩ đến, Lâm Thanh Diện chỉ hơn 20 tuổi đã có thực lực nội kinh đại thành. Sau khi người có vóc dáng thấp vọt đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, trực tiếp đánh một quyền lên trên mặt của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đưa tay liền nắm lấy cổ tay của người đó, sau đó nâng một chân lên đá vào trên bụng của người đó, sau đó lại xoay một vòng ném hắn ta xuống đất thật mạnh. Trên mặt người kia lộ ra biểu cảm hoảng sợ, căn bản không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy. "Anh không nên bước lên đơn độc một mình." Lâm Thanh Diện nói. Người kia há miệng ra muốn nói cái gì đó, nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng không cho anh ta có cơ hội nói đạp một đạp vào yết hầu của người đó, kết thúc tính mạng của anh ta. Những gì cần phải chú ý trên tờ giấy của Dương Tu đưa cho Lâm Thanh Diện, trên đó viết rõ ràng có cơ hội giết chết kẻ thù thì nhất định không thể lưu tình, nếu không thì người cuối cùng không may sẽ là mình. Nội kinh đại thành, hai người còn lại đều ý thức được lần này bọn họ đã nhìn lầm rồi, tuổi tác của người này còn nhỏ, nhưng mà căn bản cũng không phải là người mà bọn họ có thể chọc được. Hai người quyết định thật nhanh, quay người lại muốn chạy trốn nhưng mà lúc này lâm thanh diện đã đuổi theo nếu như là đến cùng một nhóm vậy thì cùng nhau đi gặp diêm vương luôn đi trên đường có người bầu bạn cái người vẫn luôn trốn ở trong rừng cây chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi trơ mắt nhìn ba người đó đều chết ở trên tay của lâm thanh diện trong lòng rất kinh ngạc anh ta biết nếu như anh ta bị phát hiện thì chắc chắn cũng không thể trốn thoát số phận giống như ba người đó mà cao thủ nội kình đại thành có thể căn cứ vào hô hấp để phân rõ được vị trí của người nào anh ta trốn ở chỗ này, nó thật sự không an toàn. Mẹ ơi, sao lại là một cao thủ nội kình đại thành vậy chứ, thật là một ngày xui xẻo mà, vẫn nên chạy trước đi. Người kia trực tiếp chui ra từ trong đất, muốn thừa dịp Lâm Thanh Diện vẫn còn chưa kịp phản ứng thì nhanh chóng rời đi. Nhưng mà anh ta còn chưa chạy được hai bước liền nghe thấy bên tai truyền đến một âm thanh làm cho anh ta phải nổi ra gà. Xem xong cuộc vui rồi thì muốn chạy, không thích hợp đâu nhỉ audio điện tử võ tấn bền hết chương 710